Một cô gái say rượu vì muốn giúp bạn mình trừng trị gã đàn ông bội bạc nên đã cầm chai thuốc mọc tóc xịt thẳng vào mặt anh. Anh chàng chẳng mảy may để ý, nhưng hôm sau đi câu cá, anh phát hiện mặt mình mọc đầy râu quai nón dày rậm. Sojin là một nhà nghiên cứu di truyền học. Trong công việc, cô có một bộ óc siêu phàm, nhưng chuyện tình cảm của cô thì hoàn toàn rối loạn. Cô không bị phản bội thì cũng đang trên đường bị phản bội. Sojin tin rằng tình yêu thất bại không phải lỗi của cô. Nếu phải nói cô có lỗi, thì chỉ là những người đàn ông bên cạnh cô không phải là định mệnh đời mình. Qua nghiên cứu, Sojin phát hiện mỗi người đều có một người bạn đời định mệnh phù hợp với DNA của họ. Chỉ cần giải mã được mật mã DNA là có thể tìm thấy người bạn đời định mệnh của mình. Bạn đời theo DNA của cô là một người đàn ông cao lớn, thân hình mảnh mai, mắt hai mí, tóc dày, sợ nóng nhưng lại dễ nổi nóng. Sojin giới thiệu rằng chỉ cần giải mã được DNA, mọi người sẽ không còn khổ sở vì tình yêu nữa. Ngay lúc đó, cửa phòng họp bật mở, một người đàn ông bưng bó hoa lớn bước vào. Sojin biết rằng đó chính là bạn đời định mệnh của mình, nhưng kỳ lạ là cô không thể nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. Sojin giật mình tỉnh giấc, nhận ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, nhưng may mắn thay, cô đã tìm được bạn trai hoàn hảo qua sự ghép đôi DNA. Khi nhận ra mình sắp trễ hẹn với bạn trai, cô vội vàng đi gặp đối phương. Vừa gặp nhau, Sojin liền mang ra chai thuốc mọc tóc hoàn hảo được nghiên cứu kỹ lưỡng và hoàn toàn phù hợp với DNA. Những người bị rụng tóc nghiêm trọng chỉ cần xịt, sau 7 giờ sẽ mọc lên một lớp tóc dày như lông thỏ. Sojin hãnh diện khoe với bạn trai rằng có một bạn gái nghiên cứu về gen thật là tiện, nhưng không ngờ bạn trai đã giáng cho cô một cú sốc khi bất ngờ nói lời chia tay. Anh thú nhận rằng Sojin chưa bao giờ là kiểu người mà mình thích và anh đã chán nấy việc cô suốt ngày chỉ nói về DNA. Anh còn chỉ trích rằng Sojin đã thu thập tóc rụng, khăn giấy lau mũi và thậm chí là giấy tai của anh để nghiên cứu, khiến anh không thể đi vệ sinh một cách bình thường. Anh khẳng định Sojin không phải là bạn gái mà là một kẻ theo dõi. Sojin giải thích rằng cô làm vậy chỉ để kiểm tra sự tương hợp về DNA giữa hai người. Bạn trai liền chế nhạo cô rằng nếu vậy thà cô đi bói toán hoặc xem tử vi còn hơn. Sau đó anh quyết định chia tay ngay lập tức. Sojin cầm chai thuốc mọc tóc cầu xin anh đừng bỏ đi, nói rằng đây là kết quả của nhiều tháng nghiên cứu. Nhưng gã bạn trai phản bội đã châm chọc anh thích một cô gái khen anh đẹp trai dù bị rụng tóc hơn là một người cố gắng nghiên cứu thuốc mọc tóc cho anh. Nói xong anh bỏ đi, vứt lại chai thuốc mọc tóc. Sojin đuổi theo mắng chửi anh là kẻ không có lương tâm. Cô đã cố gắng hết sức để làm hài lòng gia đình anh, vậy mà giờ anh lại bỏ đi, điều này không hề công bằng với cô. Cảnh hai người cãi vã bị Yeonu, một người đàn ông đang ngồi trong xe, nhìn thấy hết. Vì chán nản, Yeonu coi màn chia tay này như một bộ phim để kéo thời gian. Hóa ra Yeonu là một người đàn ông điển trai và cũng là con trai của viện trưởng bệnh viện, nhưng anh lại là một kẻ đào hoa, đã có vô số bạn gái nhưng không ai có thể bước vào trái tim anh. Anh vui thì yêu, không vui thì chia tay và ghét nhất là sự ràng buộc hay níu kéo. Tối hôm đó, bạn gái của Yeonu cùng bạn bè đi uống rượu ở quán bar và anh đến đón cô, nhưng anh từ chối vào bên trong, thẳng thừng nói chỉ đợi 30 phút ngoài cửa, nếu quá thời gian thì sẽ lập tức rời đi. Nhìn thấy Sojin bị bạn trai bỏ rơi và khóc một mình, suýt chút nữa bị xe tông, Yeonu đã bật đèn nháy để cảnh báo. Đúng 30 phút sau, bạn gái không ra, Yeonu lái xe đi luôn. Lúc lái xe ngang qua Sojin, anh còn châm chọc rằng tinh thần lơ đãng dường như là đặc trưng của cô. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Yeonu nhận được cuộc gọi từ bạn gái. Cô trách móc anh đã để cô ở quán bar hôm trước, hôm nay hai người phải gặp nhau bằng mọi giá. Không chịu nổi sự phiền phức, Yeonu dứt khoát ra lệnh, 30 giây sau là người lạ. Gì cơ? Tôi muốn chia tay với cô. 30 giây sau, tôi sẽ tắt. Sau 30 giây, Yeonu dứt khoát cúp điện thoại rồi vui vẻ nhận ly cà phê mà cô y tá đã chuẩn bị sẵn, tiếp tục dùng sức quyến rũ của mình với tư cách là một bác sĩ. Ở một bên khác, Sojin đang vô cùng đau khổ, ăn không ngon miệng. Tuy nhiên, cô vẫn tin rằng bạn trai cũ sẽ quay lại, vì hai người có sự hấp dẫn về mặt gen, cơ thể anh sẽ tự nhiên từ chối những người khác. Đúng lúc này, đồng nghiệp bất ngờ hét lên khi phát hiện ra trong báo cáo gen mới nhất của bạn trai cũ có chứa gen của một kẻ đào hoa. Không những vậy, tất cả bạn trai trước đây của Sojin cũng đều mang gen này, cho thấy bản thân cô luôn bị thu hút bởi những kẻ đào hoa. Bị đả kích nặng nề, Sojin đi uống rượu để quên sầu. Cùng lúc đó, bạn gái của Yeonu cũng đang buồn vì chuyện tình cảm và đến quán bar để uống rượu giải khuây. Cô mắng Yeonu là kẻ tồi tệ. Sojin, trong cơn say, muốn giúp bạn gái Yeonu đòi lại công bằng nên kéo bạn mình cũng đang say để đi tìm Yeonu. Ba người họ lảo đảo đi đến nhà của Yeonu. Khi đó, Yeonu đang ngồi ghép tranh, bị họ làm phiền, anh không vui. Vừa mở cửa, nhìn thấy hai kẻ say rượu, anh càng khó chịu hơn. Bạn gái lao vào lòng Yeonu, khóc lóc cầu xin quay lại. Trong khi đó, Sojin say đến mức ngồi ở cửa không vào nổi, chỉ có một chân còn vắt ngang qua cửa, cố gắng hồi phục sức lực để vào nhà. Yeonu đẩy bạn gái đang khóc lóc ra, thẳng thừng nói rằng anh không thích những cô gái hay làm nũng. Bạn gái thổ lộ rằng Yeonu là định mệnh của cô không thể sống thiếu anh. Yeonu trả lời rằng anh không tin vào cái gọi là định mệnh, chỉ những người thiếu tự tin mới viện cớ đó. Lời nói của Yeonu khiến Sojin, người tin tưởng vào lý thuyết định mệnh, nổi giận. Cô tháo đôi đũa cài trên tóc xuống và buộc tội Yeonu là kẻ không biết yêu thật lòng nên anh mới dễ dàng chia tay. Loại người như anh không xứng đáng có được tình yêu. Nói xong, cô ném đôi đũa đi, lấy ra chai thuốc mọc tóc siêu cấp và lao vào Yeonu. Tôi chủ ẻo anh biến thành đồ xấu xí. Yeonu bất ngờ va vào bàn làm đổ bức tranh ghép.
ép nhưng vẫn không thoát khỏi cú xịt thuốc mọc tóc của Sojin. Cảm giác lạnh buốt ngay lập tức lan tỏa trên khuôn mặt anh. Bạn của Sojin thấy cô gây họa, liền vội vàng kéo cô ra khỏi nhà. Yeonu lập tức rửa sạch chất lỏng không rõ nguồn gốc trên mặt. Anh cầm lên chai thuốc mọc tóc của Sojin, ngửi nhưng không thấy mùi gì bất thường, đoán rằng không có hóa chất độc hại. Sau đó, anh nhặt chiếc giày mà Sojin để lại, gói lại và quyết tâm không bao giờ gặp lại cô gái điên rồ đó. Sáng hôm sau, Sojin tỉnh dậy trong trạng thái mất trí nhớ, chỉ nhớ mang máng là bạn đã kéo cô vào thang máy. Cô hoàn toàn quên hết mọi chuyện. Bạn cô nhắc lại sự việc hôm qua, khiến cô nhớ ra rằng mình đã xịt thuốc mọc tóc lên mặt Yeonu. Về phía Yeonu, tình hình của anh ngày càng tệ hơn. Anh phát hiện ra tóc ở hai bên mai vừa cạo hôm trước đã mọc lại thành râu rậm rạp, đặc biệt là bên bị xịt thuốc. Điều này khiến anh chắc chắn rằng đối tượng chính là chai thuốc mọc tóc của Sojin. Sojin thì hoàn toàn không biết gì, còn tình cờ bắt gặp bạn trai cũ và một người đồng nghiệp trẻ đang bên nhau. Lúc này, cô mới nhận ra mình đã bị phản bội, nhưng bạn trai cũ lại trách cô, nói rằng chính lý thuyết gen của cô đã ép những người bạn trai trước đây phải ngoại tình. Sojin tức giận và nói thẳng với anh rằng vấn đề của anh không phải là rụng tóc mà là mang gen rụng tóc. Trong vòng 3 năm, tóc anh sẽ rụng hoàn toàn và không bao giờ mọc lại nữa. Con cái của anh cũng sẽ di chuyển chứng rụng tóc. Không chỉ vậy, anh còn mang gen gây ung thư tuyến tiền liệt và khả năng phát bệnh sau 40 tuổi là rất cao. Sojin cảnh báo rằng hiện tại các triệu chứng vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo thời gian, anh sẽ đối mặt với mọi điều mà cô đã nói. Bạn trai cũ bị tổn thương lòng tự trọng và định ra tay với Sojin, nhưng may mắn thay, bạn thân thuở nhỏ của cô, Kang Hoon xuất hiện kịp thời và khống chế anh. Kang Hoon đưa Sojin về quán của mình để ăn uống, đồng thời khuyên cô rằng để tránh bị tổn thương lần nữa, từ giờ nếu muốn yêu ai, phải để anh kiểm tra trước. Nếu anh nói người đó không ổn thì Sojin tuyệt đối không được tiếp tục mối quan hệ. Cùng lúc đó, Yeonu tỉnh dậy và hoảng sợ nhận ra râu hai bên mai của anh ngày càng rậm rạp, đúng như lời nguyền của Sojin, mọc thành râu quai nón. Yeonu không thể chịu đựng được bộ râu xấu xí này, anh đến nơi làm việc cố che râu và tránh gặp người khác. Sau đó, anh vội vàng đóng cửa văn phòng lại và cạo sạch râu. Anh nhận ra rằng để giải quyết triệt để vấn đề, anh phải tìm ra đối tượng Sojin, nhưng anh lo lắng không biết phải tìm cô ở đâu. Và rồi, số phận đã an bài để họ gặp lại nhau. Sojin nhận được tin nhắn từ cấp trên, yêu cầu cô tham dự một cuộc họp với bác sĩ hợp tác cùng. Khi cô bước vào hội trường, cô không thể ngờ rằng vị bác sĩ đó chính là Yeonu. Cô trông rất căng thẳng và cố gắng tránh ánh mắt của anh. Thực ra, Yeonu đã nhận ra Sojin ngay từ khi bước vào, nhưng anh sợ rằng cô sẽ không thừa nhận những gì mình đã làm, nên quyết định giả vờ không nhận ra cô. Anh định chờ đến khi có đủ bằng chứng rồi mới vạch trần hành động của cô. Sojin thấy Yeonu không có ý định trách móc, tưởng rằng anh không nhận ra cô là người phụ nữ điên loạn đêm đó, nên cô bắt đầu thả lỏng và thử thăm dò về chuyện râu mọc trên mặt Yeonu. Cô hỏi xem liệu gia đình anh có ai mắc chứng rậm lông hay không. Khi Yeonu không biết phải trả lời thế nào, một nhóm người đi xuống cầu thang, không may lại chen giữa Sojin và Yeonu. Nghe mọi người xung quanh bàn tán về vấn đề mọc tóc, Yeonu trở nên cực kỳ nhạy cảm, liền hỏi ngay họ đang nghiên cứu gì. Sojin giải thích rằng họ đang nghiên cứu một loại tinh chất mọc tóc được tùy chỉnh theo DNA, tên là siêu nước mọc tóc. Thí nghiệm lâm sàng cho thấy loại nước này có hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Chỉ sau 7 tiếng, chuột đã mọc được một bộ lông dày như thỏ. Yeonu ngay lập tức hoảng loạn, không thể chờ thêm mà hỏi liệu khi sử dụng lên người sẽ ra sao. Không chỉ có tóc, lông mày, râu, lông mũi, lông bụng đều có thể phát triển rậm rạp. Yeonu nghe xong cảm thấy tuyệt vọng nhưng vẫn cố tỏ vẻ cười gượng gạo. Anh tự nhủ rằng với công nghệ hiện đại, việc tẩy lông bằng sáp, kem tẩy lông và nhiều phương pháp khác đều có, chắc chắn không khó để xử lý chút lông trên một bên mặt. Sau khi trò chuyện về vấn đề lông tóc, cả hai quay lại chủ đề chính. Yeonu nói về trường hợp một sản phụ tên Jenner trong bệnh viện của anh. Người này đã được phát hiện có biến đổi nhiễm sắc thể, khả năng cao là đứa con trong bụng sẽ chết lưu trước khi sinh, thậm chí nếu sinh ra được, tỷ lệ sống sót cũng rất thấp và nếu có sống sót thì đứa trẻ cũng sẽ bị dị tật. Yeonu nói mình sẽ khuyên Jenner nên thực hiện bỏ đứa bé. Sojin nhớ lại một trường hợp tương tự mà cô từng gặp trước đây. Đứa trẻ chỉ sống được một ngày nhưng bố mẹ vẫn tổ chức một bữa tiệc, hát bài hát mừng sinh nhật cho con. Bố mẹ đứa bé chia sẻ rằng dù chỉ có một ngày được gặp con, họ không hối hận vì đã quyết định sinh con ra. Yeonu nghe được ẩn ý trong lời nói của Sojin, nhưng anh nhấn mạnh rằng trong trường hợp này không chỉ có vấn đề về thai nhi mà chính sản phụ Jenner cũng mắc chứng tăng áp động mạch phổi. Là một bác sĩ sản khoa, anh luôn đặt sức khỏe của sản phụ lên hàng đầu. Sojin cảm thấy bối rối, cô cho rằng với một số người, khoảnh khắc gặp gỡ con cái đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng Yeonu vẫn giữ quan điểm rằng khi liên quan đến tính mạng, không nên để cảm xúc chi phối. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho sản phụ. Trước khi rời đi, Yeonu còn muốn tiếp tục thảo luận thêm với Sojin, vì vậy đã xin số liên lạc của Sojin. Sau giờ làm, Sojin lấy lọ nước hoa yêu thích nhất của mình để cho chó ngửi mùi hương, rồi bảo chó đi tìm người đàn ông nào có mùi giống như vậy, nhằm tìm kiếm người bạn đời phù hợp về mặt gen. Con chó dừng lại
lại bên cạnh một người đàn ông có dáng vẻ rất đẹp trai từ phía sau. Sojin đang vui mừng thì người đàn ông đó quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau và hy vọng của cô tan biến ngay lập tức. Người đó không ai khác chính là bạn thân từ nhỏ, Kang Hoon của cô. Sojin lại gần ngửi Kang Hoon nhưng không ngửi thấy mùi gì cả. Trước khi tạm biệt, Kang Hoon tặng Sojin một chiếc còi báo động chống bệnh hoạn mới. Chỉ cần Sojin ấn nút, Kang Hoon sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu. Sojin cảm động vì sự quan tâm và chăm sóc của Kang Hoon. Cô biết rằng Kang Hoon là người có thể liều mạng vì cô, nhưng tiếc rằng anh đối xử tốt với tất cả mọi người. Ở một diễn biến khác, Yeonu đã thông báo tình trạng của bản thân cho Jinner biết. Nếu tiếp tục mang thai, chứng tăng áp động mạch phổi của Jinner có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Jinner hiểu rằng dù đứa trẻ có được sinh ra, khả năng sống sót cũng rất nhỏ và cô cũng có nguy cơ đắp chiếu. Jinner hỏi Yeonu rằng mình nên làm gì. Yeonu trả lời rằng đây là cuộc sống của cô, Jinner phải tự đưa ra quyết định, nhưng anh không muốn sản phụ chọn một quyết định mà cả cô và đứa trẻ đều rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sau khi trò chuyện, Yeonu gặp lại một người quen cũ là Mi-eun tại bãi đỗ xe bệnh viện, người vừa mới trở về từ nước ngoài. Hai người ôm nhau và nói chuyện rôm rả. Có vẻ như Mi-eun khá hứng thú với việc trở thành bạn gái của Yeonu. Sau cái ôm, Mi-eun phát hiện ra một bên tóc mai của Yeonu đã mọc ra rất nhiều lông, khiến anh phải vội vàng che mặt và chạy vào xe. Về nhà, nhìn vào gương thấy bộ râu mới mọc, Yeonu giận dữ gọi điện cho Sojin. Sojin thấy tên Yeonu hiện lên trên màn hình, lập tức tưởng tượng ra cảnh Yeonu với một khuôn mặt đầy râu ria chất vấn mình. Nghe máy ngay, tôi bảo cô nghe máy. Nghe đi, cuối cùng cô cũng can đảm nhấc máy. Lúc này, Yeonu không thể chịu đựng thêm nữa. Anh thẳng thắn nói rằng chính nước siêu mọc tóc của Sojin đã làm biến đổi gen của mình. Yêu cầu Sojin nhất định phải đến bệnh viện vào ngày mai để giải thích tại sao anh lại mọc lông nhiều thế. Ngày hôm sau, Sojin đến bệnh viện. Yeonu ngay lập tức đưa lại lọ nước mọc tóc cho cô, trả lại vật cho chủ. Sojin biện minh rằng cô mắc chứng rối loạn hành vi trong giấc ngủ, chuyển động mắt nhanh từ nhỏ và đôi khi cô vô thức làm theo những gì trong giấc mơ. Cô cũng giả vờ ngây thơ, khẳng định không biết làm sao Yeonu lại vô tình xịt phải nước mọc tóc của mình. Yeonu thấy cô vẫn chưa nhận lỗi, liền đưa ra chiếc giày mà Sojin đã để lại ở nhà mình đêm hôm đó, chứng minh rằng chính cô là đối tượng khiến mình mọc râu. Sojin không thể chối cãi, đành yêu cầu Yeonu tháo khẩu trang xuống. Yeonu khó chịu liền lộ ra bộ râu cho Sojin xem. Không ngờ Sojin lại đưa tay lên sờ, cảm nhận sự mềm mại. Sojin nhìn đến gần, Yeonu bắt đầu nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ. Yeonu đưa ra hai mẫu râu, một mẫu râu bình thường và một mẫu râu đã biến dị, yêu cầu Sojin nhanh chóng tìm cách giải quyết. Sojin xin lỗi vì hành vi vô lễ sau khi uống rượu đã khiến Yeonu biến thành một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trông giống như một bản sao của vua nhạc rock Elvis giả mạo. Sau khi xin lỗi, Sojin hào hứng lấy dụng cụ để thu thập mẫu gen của Yeonu. Lúc này, cô bất ngờ tiến lại gần Yeonu, khiến không khí xung quanh nóng lên. Anh giúp Sojin nhanh chóng kết thúc để giúp Yeonu hạ nhiệt. Sojin đi mở cửa sổ nhưng mãi không vặn được. Đúng lúc đó, Yeonu nắm lấy tay cô và mở cửa sổ ra. Sojin nhìn Yeonu đứng sát cạnh mà tim đập nhanh, cô không thể rời mắt khỏi Yeonu. Tuy nhiên, vào đúng lúc lẽ ra phải là dịu dàng, Yeonu lại nói ra những lời cực kỳ phũ phàng, lạnh lùng, yêu cầu cô trong vòng 24 giờ phải tìm ra giải pháp cho nước mọc tóc. Nếu đến 8 giờ tối ngày mai mà không có câu trả lời, Yeonu sẽ dùng cách khác để xử lý. Tối hôm đó, Yeonu trở về nhà ăn tối, nhưng mẹ anh lại tỏ ra rất lạnh nhạt. Yeonu muốn mời mẹ ra ngoài ăn cùng, nhưng mẹ chỉ đáp rằng nếu chồng không về, bà sẽ không đi đâu cả. Khi Yeonu nhớ lại thời thơ ấu của mình, hình ảnh một ngày đầy hỗn loạn hiện về trong tâm trí anh. Hôm đó, sàn nhà vương vãi những mảnh kính vỡ và bàn chân của Yeonu bị cắt bởi một mảnh kính. Mẹ anh, trong cơn say, nói với anh rằng từ hôm đó trở đi, bố anh sẽ không bao giờ về nhà nữa và hai mẹ con sẽ sống cùng nhau. Cảm xúc đau đớn ấy khiến Yeonu quyết định đến nhà hàng của Kang Hoon để uống rượu. Trong cơn say, Yeonu hỏi Kang Hoon cảm giác chỉ quan tâm đến một người duy nhất là như thế nào. Anh tiếp tục nói rằng khi một người thay đổi, người còn lại cũng nên thay đổi theo. Sau khi chứng kiến mẹ mình ngày qua ngày chờ đợi vô vọng, Yeonu cảm thấy rằng anh ghét sự không thay đổi hơn là sự thay đổi. Nghe đến đây, Kang Hoon nhanh chóng nhận ra đây chính là lý do tại sao Yeonu luôn thay đổi bạn gái liên tục. Anh khuyên Yeonu nên thử sống một mình để cảm nhận điều đó. Nhưng Yeonu không đồng ý, thẳng thắn nói rằng anh thích phụ nữ. Ngày hôm sau, Jinner trở lại bệnh viện. Nhìn những sản phụ khác qua lại, Jinner cảm thấy vô cùng buồn bã và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Kang Hoon là một lính cứu hỏa, đã cứu Jinner. Để ngăn chặn Jinner khỏi bất kỳ sự cố đáng tiếc nào khác trước khi rời đi, Kang Hoon đã để lại số điện thoại của mình cho cô, nói rằng nếu cần cô hãy liên lạc với anh. Jinner muốn cảm ơn Kang Hoon vì đã giúp đỡ cô trước khi quyết định kết thúc cuộc đời. Nhưng vào lúc đó, Kang Hoon đang bận thực hiện một nhiệm vụ khác và không nghe thấy điện thoại. Đồng thời, Sojin phát hiện ra Jinner có dấu hiệu của gen liên quan đến bay màu và ngay lập tức gọi cho Yeonu. Yeonu không tin vào lý thuyết gen mà Sojin đưa ra, nhưng ngay khi đó, anh nghe thấy tiếng hô hoán của y tá rằng có một sản phụ đang muốn quyên sinh. Yeonu lập tức chạy lên
lên sân thượng và phát hiện ra đó chính là Jinner. Để cứu Jinner, Yeonu dùng chính lời của Sojin để thuyết phục cô. Tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của cô. Dù chỉ có một ngày được ở bên đứa con, tôi cũng sẽ làm mọi cách để hai mẹ con có thể gặp nhau. Jinner không thể chịu đựng được nỗi đau mất con, vẫn đứng trên bờ vực sân thượng và không ngừng trao đảo. Để trấn an Jinner, Sojin cũng leo lên bên cạnh và khuyên nhủ Jinner đừng từ bỏ. Thấy Jinner dường như dịu đi phần nào, Sojin giơ tay ra để kéo cô lại. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Jinner lại thay đổi ý định. Sojin nhanh tay đẩy cô vào trong an toàn, nhưng chính mình lại rơi xuống. Trong giây phút sinh tử đó, Yeonu đột nhiên lao tới, ôm chặt Sojin trong lòng và cùng cô rơi xuống. May mắn thay, họ đáp xuống tấm đệm an toàn đã được đội cứu hỏa chuẩn bị sẵn. Kang-hun, người đang tham gia cứu hộ, nhận ra Sojin là người bị ngã, liền lo lắng kiểm tra tình trạng của cô. Yeonu xen vào và nói đùa rằng anh luôn may mắn, và khi Sojin ở cạnh anh, cô cũng sẽ gặp may mắn. Sojin lúc đó mới biết rằng Kang-hun và Yeonu là bạn của nhau. Yeonu cũng bất ngờ khi biết rằng Sojin và Kang-hun là bạn từ thuở nhỏ. Kang-hun đề nghị cả hai nên đi kiểm tra sức khỏe sau cú ngã, nhưng Yeonu lại vội vàng đi kiểm tra tình trạng của Jinner. Khi Yeonu đi ngang qua, Sojin vô thức ngắm nhìn anh. Ban nãy, khi từ trên cao rơi xuống, mũi cô vô tình áp sát vào nách của Yeonu và ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Điều bất ngờ là mùi hương đó lại rất dễ chịu và thơm tho. Tối hôm đó, Sojin và Kang-hun cùng nhau đi uống rượu. Hình ảnh của Jinner khiến Sojin nhớ về người bố đã qua đời. Trước khi bố mất, cô đã nhận thấy những biểu hiện bất thường của ông, nhưng lại vờ như không biết gì. Bởi khi đó, bố cô trông rất buồn và thường thể hiện những dấu hiệu chán sống khi ở nhà. Có lẽ vì gia đình không quan tâm đủ đến bố cô, nên những cuộc gọi cuối cùng của ông trước khi qua đời đều không dành cho người thân trong gia đình. Điều này khiến Sojin vô cùng hối hận, và cái chết của bố đã trở thành vết thương sâu trong lòng cô. Tương tự, sự việc này cũng là nỗi đau trong lòng Kang-hun. Nhiều năm trước, Kang-hun đã không thể cứu được bố Sojin, và anh tự trách mình rất lâu về điều đó. Trước khi tạm biệt, Kang-hun tặng cho Sojin một miếng rán nóng, nhắc cô nên dùng để xử lý vết thương sau cú ngã. Sojin nghĩ rằng người bị thương nặng hơn đáng lẽ phải là Yeonu. Tối đó, khi nằm trên giường, Sojin nhớ lại những lời mà Yeonu đã nói khi trấn an Jinner. Có thể gặp lại người mình thương yêu còn quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đây cũng là câu nói mà chính Sojin đã từng nói với Yeonu trước đó. Trong khi đó, Yeonu cũng không thể không nhớ đến khoảnh khắc dũng cảm của Sojin khi cứu Jinner, và anh nghe thấy giọng cô nói rằng cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai khác hẹo trước mặt mình. Cả hai bắt đầu nghĩ về nhau nhiều hơn và dần dần bị đối phương thu hút. Sojin vẫn không thể quên được mùi hương đặc biệt từ người Yeonu. Để kiểm tra xem liệu cô có bị mùi hương đó hấp dẫn hay chỉ là ảo giác, cô quyết định thu thập mùi hương của anh. Kế hoạch của cô là thu thập mồ hôi của Yeonu để nghiên cứu mùi hương đó. Sojin nhõng nhẽo năn nỉ Kang-hun rủ Yeonu đi chơi bóng rổ. Kang-hun không thể từ chối nên đã phải đưa cô đi cùng. Trong trận đấu, Sojin cầm biển cổ vũ cho Kang-hun, nhưng mắt cô thì dõi theo Yeonu không rời. Khi thấy những giọt mồ hôi của Yeonu rơi xuống đất, cô than thở tiếc nuối. Thi đấu xong, Kang-hun tìm không thấy Sojin, còn Sojin lén lút quay lại, đợi mọi người rời đi hết để lén lấy chiếc áo thể thao mà Yeonu vừa mặc. Tuy nhiên, hành động này đã bị Yeonu nhìn thấy. Khi trở lại phòng thí nghiệm, Sojin lập tức tiến hành thí nghiệm. Cô ngâm chiếc áo của Yeonu vào nước để mùi hương phát tán và lên men. Mùi hương được chiết xuất ra chính là hương thơm từ cơ thể của Yeonu. Nếu cô càng yêu thích mùi hương này, điều đó có nghĩa là cô và Yeonu có sự tương thích mạnh mẽ về gen. Trong khi đó, Yeonu vẫn không biết rằng mình đang bị biến thành đối tượng thí nghiệm. Anh cùng Mi-eun đến xem một triển lãm tranh của họa sĩ Yu. Một bức tranh vẽ hình ảnh người mẹ ôm đứa con đã thu hút sự chú ý của Yeonu. Thay vì toát lên vẻ hạnh phúc, bức tranh lại chứa đựng sự sợ hãi và buồn bã. Họa sĩ chia sẻ rằng cảm giác này đến từ lần đầu tiên bà sinh con, khi sự ra đời của đứa trẻ giống như một chiếc đinh dí vào tim bà, kéo bà lại và bẻ gãy đôi cánh của mình, như thể đang tự xây dựng nấm mồ cho chính mình. Yeonu thẳng thắn nói với Mi-eun rằng khi những lời này, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất buồn. Câu nói này khiến cả hai người phụ nữ đều bật cười. Mi-eun chỉ là con gái nuôi của gia đình họa sĩ Yu, hai người không có quan hệ huyết thống nào. Chồng của họa sĩ Yu đã qua đời và mối quan hệ giữa bà và hai người con gái khá lạnh nhạt. Khi Yeonu nghe Mi-eun nói chuyện, anh không khỏi nghĩ đến Sojin. Hình ảnh tươi sáng và sống động của Sojin khiến anh không thể không muốn lại gần cô hơn. Đây là lần đầu tiên Yeonu cảm thấy tò mò về một người phụ nữ. Trong khi đó, Sojin đã thành công trong việc chiết xuất mùi hương từ chiếc áo thi đấu của Yeonu. Chỉ cần ngửi một lần, cô đã bị cuốn hút bởi hương thơm tuyệt diệu, vừa ngọt ngào vừa huyền ảo mà cô chưa bao giờ ngửi thấy từ bất kỳ ai khác. Mùi hương chớt người này khiến trái tim cô đập mạnh. Sojin coi Yeonu như là người định mệnh phù hợp với DNA của mình, nhưng hương thơm chỉ là bước đầu. Trước khi tiến vào giai đoạn tiếp theo, cô phải xác nhận Yeonu có phải là một kẻ sở hữu gen đào hoa công tử hay không. Nếu Yeonu có gen lăng nhăng, cô sẽ quyết tâm giữ khoảng cách. Để khiến Yeonu đồng ý kiểm tra gen, Sojin đã theo chân Kang-hun đến buổi tiệc cùng Yeonu và những người khác. Cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng lại phát hiện món chính của bữa ăn là bạch tuộc. Do đó, cô cảm thấy không thoải mái khi ăn bạch tuộc thì không may bị nghẹn. Thấy vậy, Yeonu lập tức chạy lại cứu cô. Sojin cảm thấy xấu hổ và chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Yeonu đi theo và hỏi cô tại sao lại trông chồm áo của mình, nghi ngờ cô có sở thích đặc biệt. Sojin giải thích rằng mùi hương trong mồ hôi của con người có thể giúp xác định xem có cả
cảm tình với người khác hay không. Khi Yeonu hỏi cô về mùi hương của anh, Sojin đứng từ góc độ sinh học và thẳng thắn nói rằng cô rất thích. Yeonu cho rằng Sojin đang ngầm tỏ tình. Sojin hoảng hốt giải thích rằng bây giờ mới chỉ là giai đoạn kiểm tra. Đúng lúc đó, Kang Hun chạy đến làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ và muốn đưa Sojin về nhà. Yeonu cũng tiến lên, nói rằng anh có thể đưa cô về vì hai người đi cùng đường. Nhưng Kang Hun từ chối, khẳng định rằng Sojin sống gần nhà anh và sau đó ôm lấy vai Sojin rời đi. Ngày hôm sau, để có được giấy đồng ý kiểm tra gen, Sojin mang theo một loại thuốc ức chế mọc tóc mà cô đã nghiên cứu đến tìm Yeonu. Cô giúp Yeonu bôi thuốc, khoảng cách giữa hai người gần lại, cả hai đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và nhanh chóng quay đi. Để đi vào vấn đề chính, Sojin hỏi Yeonu có bao giờ bị hấp dẫn bởi mùi hương của người khác phái một cách mãnh liệt hay không và mời anh ngửi thử mùi hương của mình xem có phải là kiểu mà anh thích không. Khi Yeonu tiến lại gần, trái tim Sojin bắt đầu cảnh báo. Cô lập tức lùi lại và nói rõ mục đích tìm đến Yeonu là mong anh đồng ý để cô kiểm tra gen của anh. Cô cũng cho biết tất cả bạn trai cũ của cô đều có gen bạch tuộc phong lưu, tất cả đều lăng nhăng. Vì vậy, cô muốn biết liệu Yeonu có gen này hay không. Nhưng điều làm Sojin thất vọng là Yeonu không đồng ý với việc xác nhận tình cảm qua mùi hương và cũng không cho rằng quan hệ nam nữ có thể được hiểu dựa trên gen, nên đã từ chối đề nghị của cô. Sojin đành tạm thời gác lại kế hoạch của mình. Ngày tiếp theo là ngày giỗ của bố Sojin. Kang Hun để cải thiện mối quan hệ giữa ba mẹ con đã mời cả ba cùng đến nhà hàng của anh. Sojin đặt bát đũa của bố lên bàn. Bố Kang Hun rót rượu cho bố Sojin, hứa rằng Kang Hun sẽ chăm sóc Sojin chu đáo và sẽ giúp đỡ gia đình cô. Sojin chân thành cảm ơn, nhưng bầu không khí ấm cúng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo khi em gái và mẹ cô đến. Kang Hun cố gắng điều chỉnh không khí, nhưng em gái trực tiếp chỉ trích Kang Hun không có tình cảm như gia đình họ. Mẹ Sojin chỉ trích chồng là một người đàn ông mà chỉ mong muốn cùng gia đình ăn một bữa cơm, chê bai chồng không có chí tiến thủ, đồng thời nhắc nhở các con gái rằng dù là gia đình, nếu không thể sống một cách tương tất thì sẽ chỉ làm tổn thương những người khác. Sojin trách mẹ chưa bao giờ cảm ơn bố vì những gì ông đã làm. Hai mẹ con tranh cãi và gay gắt, họ đổ lỗi cho nhau vì đã không chú ý đến bố, khiến ông rơi vào con đường không thể quay lại. Tiếng cãi vã đã làm Yeonu đang ăn ở bên ngoài giật mình. Lúc này, Yeonu mới biết họa sĩ Yu là mẹ Sojin và đứa trẻ không được chào đón trong bức tranh chính là Sojin. Sau khi tranh cãi với gia đình, Sojin đã bỏ đi. Kang Hun muốn đuổi theo nhưng bị bố ngăn lại, khuyên anh nên để Sojin một mình tĩnh tâm. Yeonu tìm được Sojin, thấy cô đang khóc. Để làm cô vui, anh đồng ý để Sojin kiểm tra gen của mình. Sojin vui mừng đến rơi nước mắt. Cô còn nói rằng mình muốn có một chiếc áo thi đấu của Yeonu. Sojin đã lấy được chiếc áo số 7 mà Yeonu đã mặc. Cô hồi hộp cầu nguyện rằng hy vọng anh không có gen bạch tuộc phong lưu. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có. Sojin vui mừng phát hiện Yeonu có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, hạng mục cuối cùng khiến cô trợn tròn mắt. Yeonu có đón 7 gen bạch tuộc phong lưu. Chắc chắn anh có nhiều phụ nữ bên ngoài và còn là cả đời đều vậy. Cô không biết rằng Yeonu và Kang Hun đều mặc áo số 7 giống nhau. Rất có thể Yeonu đã lấy nhầm áo. Sojin trong lòng hoàn toàn suy sụp, không biết phải đối mặt với Yeonu như thế nào. Trái lại, giám đốc đã gọi cô đến bệnh viện của Yeonu để hợp tác, để xác minh Yeonu có phải là kẻ lăng nhăng hay không. Sojin bắt đầu âm thầm theo dõi anh. Cô thấy Yeonu dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho một bà bầu. Trong cuộc họp, các y tá đều nhìn Yeonu với ánh mắt ngưỡng mộ. Khi Sojin kết thúc bài thuyết trình, nhận được sự vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người. Một y tá ghen tị đã cố tình đụng vào Sojin, thể hiện sự thù địch. Sojin đã đi đến kết luận rằng Yeonu chính là một máy điều hòa trung tâm, luôn phát ra năng lượng với tất cả phụ nữ xung quanh, khiến họ đều cảm thấy mê đắm. Khi Sojin đi vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng ai đó nôn mửa từ trong buồng vệ sinh. Một lọ thuốc lăn ra ngoài. Sau khi người phụ nữ trong buồng vệ sinh bước ra, Sojin đã khuyên cô ta rằng tình trạng sức khỏe của cô không tốt, chỉ số mỡ trong cơ thể còn thấp hơn cả mức tiêu chuẩn. Nếu tiếp tục giảm cân và sử dụng thuốc ức chế cảm giác thèm ăn, cô sẽ gặp phải tình trạng mất cân bằng hormone dẫn đến trầm cảm. Người phụ nữ không nghe theo lời khuyên và kiên quyết muốn giảm cân, nói rằng chồng cô thích kiểu dáng như người mẫu. Cô ta cảm thấy cơ thể mình đầy mỡ thừa, nhăn nheo và chồng mình thì đang có mối quan hệ với một cô gái trẻ hơn cả con trai cô. Cô buộc phải cướp lại chồng về bên cạnh mình. Soji cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân ấy. Người phụ nữ tiếp tục kể về chồng cô, người từng rất yêu thương cô nhưng lại bắt đầu ngoại tình khi cô đang mang thai. Dù cô phát hiện và chồng đã xin lỗi, nhưng từ đó, việc ngoại tình của anh trở nên không kiểm soát được với tốc độ thay đổi phụ nữ nhanh như thay áo. Sojin tin rằng gen bạch tuộc phong lưu chính là nguồn gốc của mọi tội ác. Cô không biết rằng người phụ nữ trước mặt mình chính là mẹ Yeonu. Trong khi Sojin đang gặp mẹ Yeonu thì Yeonu đang ngồi nói chuyện với bố mình. Bố anh là viện trưởng và từ đầu đã quyết định để anh kế thừa bệnh viện. Mặc dù Yeonu chỉ muốn trở thành một bác sĩ sản phụ khoa xuất sắc, anh đã chứng kiến bố mình ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác nhau từ nhỏ.
và mẹ anh thì trở thành một người đàn bà đầy uất hận, không màng đến cảm xúc của bố mình, thậm chí còn không bận tâm đến việc bố anh đang ngoại tình với một người phụ nữ trẻ hơn cả anh. Trong khi đó, Sojin trên đường tan làm tình cờ gặp lại bạn trai cũ, người đang cãi vã với một cô gái khác. Cô gái nghi ngờ rằng bạn trai cũ của Sojin đang hẹn hò với người khác trong khi vẫn giữ mối quan hệ với cô. Sojin không thể tưởng tượng nổi rằng bạn trai cũ đã phản bội mình, chỉ mới vài hôm lại phản bội người con gái đó để đi lăng nhăng với người khác. Để vạch trần bộ mặt thật của kẻ lăng nhăng, cô đã gọi điện cho cô gái đó, khiến cả hai cùng nhìn thấy sự phản bội trắng trợn của bạn trai cũ. Tên bạn trai cũ bị quả báo như thế này thì càng cay cú Sojin. Sau đó, bạn trai cũ tức giận rời đi và Sojin nhớ lại hình ảnh mình đã từng khẩn cầu anh đừng rời bỏ mình. Giờ đây, cô mới nhận ra rằng những kẻ như vậy nên được bỏ đi càng sớm càng tốt. Để tránh bị cuốn vào những kẻ lăng nhăng, Sojin lập tức nhắn tin cho Yeonu, thông báo rằng anh có tới 7 gen, bạch tuộc phong lưu. Cô khuyên anh nên thiền hoặc đi đến chùa để tĩnh tâm, đặc biệt là tránh ăn lươn, hành và hàu hoặc những đồ ăn tương tự. Yeonu không tin rằng mình lại có loại gen này và càng không muốn bị kết án một cách vô lý. Anh quyết định gặp Sojin để nói chuyện. Hai người gặp nhau tại công viên. Sojin thành thật chia sẻ rằng dù bạn đời có mắc phải bệnh tật hiếm gặp hay sắp qua đời, cô vẫn sẽ đồng hành đến cùng, nhưng cô không thể chấp nhận gen bạch tuộc phong lưu. Soji cảm thấy may mắn vì đã làm xét nghiệm gen và cho rằng so với tình cảm của con người, gen là thứ bất biến và vĩnh cửu. Yeonu cho rằng quan điểm của Sojin thật vô lý và mình bị oan. Anh chỉ trích Sojin không hiểu anh mà đã vội vàng kết luận rằng anh sẽ không chung thủy. Tuy nhiên, Sojin khẳng định gen của anh đã đưa ra câu trả lời, cho dù hiện tại anh có chung thủy thì cũng sẽ không tránh khỏi việc lăng nhăng trong tương lai. Yeonu rất thất vọng về Sojin và đã bỏ đi đến quán bar uống rượu. Tại đây, anh vô tình gặp Mi-eun. Anh hỏi cô xem có thấy mình có giống như một kẻ lăng nhăng không, và Mi-eun trả lời rằng anh biết cách bắt lấy những khoảnh khắc đẹp nhất của phụ nữ. Bất kể họ có tuổi tác ra sao, chắc chắn rằng các bạn gái cũ của anh đều sẽ không thể quên anh. Trong khi đó, Sojin cũng đang trò chuyện với Kang-hun. Kang-hun khuyên cô rằng không thể dựa vào kiểm tra gen để xác định người bạn đời. Cô cần phải tìm hiểu thực sự về người khác để tìm ra tình yêu đích thực. Anh không muốn thấy Sojin lại đau khổ vì tình cảm. Kang-hun muốn đưa cô về nhà ăn mì. Sojin đã nắm lấy tay Kang-hun khi nhảy xuống, nhưng không may vì trượt chân nên cô lại ngã rồi đè lên người anh. Cô ngửi thấy hương hoa từ Kang-hun. Kang-hun đứng dậy và cảnh báo cô không nên ngửi mùi của những người đàn ông khác, nếu không sẽ bị coi là biến thái. Sau khi trở về, Sojin đã cất đi tất cả những nghiên cứu về Yeonu. Từng khoảnh khắc từ khi họ quen nhau hiện lên trong tâm trí cô. Mặc dù lòng cô cảm thấy không nỡ, nhưng cô tự nhủ rằng đau ngắn không bằng đau dài. Cô bắt buộc bản thân phải từ bỏ. Nhưng khi đang đốt bỏ báo cáo xét nghiệm gen, cô phát hiện ra rằng Yeonu thực sự có gen chữa lành. Gen này chính xác có thể cứu vớt những bất hạnh mà cô đang mang trong mình. Sojin lại nhen nhóm hy vọng, muốn xin lỗi Yeonu và tiếp tục nghiên cứu gen của anh. Nhưng khi cô đang cảm thấy bối rối vì muốn gặp Yeonu thì lại tình cờ gặp anh tại nhà của Kang-hun. Kang-hun mang hai bát mì đến cho hai người, rồi đứng trước mặt Sojin trò chuyện. Họ vừa nhắc lại chuyện xưa vừa cười đùa, vui vẻ. Yeonu thấy cảnh đó mà lòng không vui, ăn được vài miếng liền đứng dậy bỏ đi, ra khỏi tiệm. Anh rất ngạc nhiên vì hôm nay Kang-hun, người vốn ít nói, lại nói nhiều như vậy. Ngày hôm sau, Yeonu và Sojin cùng khám cho một sản phụ trẻ. Trong bụng cô có thể có gen mù từ ông nội, mong rằng sản phụ chuẩn bị tâm lý. Không ngờ sản phụ lại nổi giận, chất vấn vì sao Yeonu, người có cùng gen lại khỏe mạnh. Thì ra sản phụ trẻ này chính là tình nhân mới của bố Yeonu. Để thể hiện sự tồn tại của mình, cô ta cố tình tìm Yeonu để khám sức khỏe. Không biết rằng Yeonu đã sớm biết được thân phận của mình vì mẹ anh đã phơi bày bức ảnh điều tra ra trước mặt con trai. Anh tức giận vì điều này. Yeonu nhắc nhở sản phụ rằng bố cô không phải là người biết sống yên ổn, đừng nghĩ rằng chỉ với một lời hứa miệng mà có thể sở hữu tất cả. Sản phụ cho rằng Yeonu đang khiêu khích liền tức giận bỏ đi. Sojin tình cờ biết được bố Yeonu là một kẻ đào hoa, nhớ lại những lời mình đã nói với Yeonu, cảm thấy như đang nói rằng Yeonu cũng giống như bố mình. Cô rất áy náy, vội vàng đuổi theo để xin lỗi Yeonu. Yeonu lạnh nhạt nói rằng đây là chuyện riêng của bố anh, không liên quan đến anh. Hơn nữa, anh cũng không tin và không quan tâm đến nghiên cứu gen của Sojin. Sojin cảm thấy buồn bã. Trên đường về nhà, cô phát hiện có người đang theo dõi mình. Nhớ lại Kang-hun đã nói có vụ án xảy ra trên con đường này, cô hoảng sợ vừa chạy vừa gọi điện cho Kang-hun, nhưng điện thoại không có ai nghe. Sojin hoảng hốt ngã xuống đất, nhìn thấy người đàn ông ở phía sau lao tới. Cô sợ hãi nhắm mắt lại. Vào thời điểm quan trọng, Yeonu bất ngờ xuất hiện. Một lát sau, Kang-hun cũng chạy đến thở hổn hển. Khi biết người đàn ông đã chạy trốn, anh lập tức đuổi theo và khống chế hắn. Không ngờ, người đó lại là bạn trai cũ của Sojin, đến tìm cô để tính sổ vì không hài lòng với mối tình mờ ám của mình. Kang-hun đã double kill thẳng tay bạn trai cũ. Yeonu đỡ Sojin đang hoảng sợ đứng dậy. Sojin lấy hết can đảm nói rằng gen chữa lành trong người cô có thể giúp những người muốn bay màu có cơ hội sống lại, khiến những người suốt ngày rơi nước mắt có thể mỉm cười. Vì vậy, cô muốn thực hiện lại thí nghiệm. Thí nghiệm thì phải như thế này. Khi Yeonu sắp hôn, Sojin đã dùng sức đẩy anh ra. Yeonu không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Sojin. Rõ ràng trước khi hôn đã nói rằng giữa nam và nữ không nhất thiết phải dựa vào DNA để hiểu nhau. Tiếp xúc cơ thể mới là cách xác thực trực tiếp tình cảm giữa hai người. Kang-hun sau khi xử lý xong bạn trai cũ đã
đã từ chối đề nghị của Yeonu muốn đưa Sojin về nhà, tự mình đưa cô về. Anh vừa thấy cảnh hai người chuẩn bị hôn nhau, trong lòng rất khó chịu, nhưng anh không nhận ra rằng có người ẩn nấp đã chụp lại cảnh thân mật của Yeonu và Sojin. Trước khi tạm biệt, Kang-hun dặn Sojin, dù có muốn chọn đàn ông gấp rút đến đâu cũng đừng vội vàng xa vào. Khi nhìn Sojin đóng cửa nhà, anh lại quay lại tìm Yeonu. Anh biết Yeonu từng có nhiều mối quan hệ với các cô gái khác, thẳng thắn nói rằng Sojin là người anh muốn bảo vệ. Yeonu không nên chỉ dựa vào sự thú vị mà hôn Sojin. Yeonu nhận ra Kang-hun để tâm đến chuyện này, liền hỏi anh có thích Sojin không. Kang-hun theo phản xạ né tránh, nói rằng Sojin đối với anh như người nhà. Yeonu phản bác rằng nếu như người nhà thì không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của nhau. Về đến nhà, Sojin không thể kiềm chế được nhớ lại nụ hôn chưa hoàn thành của Yeonu khiến cô không khỏi xao xuyến. Hơn nữa, khoảnh khắc Yeonu chạy đến cứu cô đêm qua khiến cô cảm thấy như có một sự chỉ dẫn vô hình dẫn dắt Yeonu đến với cô. Sau đó, cô được Ari dạy cho một giả thuyết rằng trên đời này tồn tại một sự đồng cảm vượt qua không gian và thời gian. Dù đang ở những khoảng thời gian và không gian khác nhau, chúng ta vẫn có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy những thứ giống nhau. Giả thuyết này giống với gen cảm ứng tâm linh mà Sojin tin tưởng. Cô tin rằng sự tồn tại của gen cảm ứng tâm linh trong tương lai nhất định sẽ được chứng minh. Sau nụ hôn, Sojin đã không xuất hiện trong vài ngày liên tiếp. Yeonu trong lòng không hài lòng, rõ ràng đã nói sẽ nghiên cứu gen của cô mà cả ngày không thấy bóng dáng. Biết đồng nghiệp sẽ đến nơi nghiên cứu gen của Sojin để làm việc, anh cũng đi theo. Lúc này, một vị khách không mời xuất hiện tại viện nghiên cứu. Người phụ nữ này là một phát thanh viên thời tiết, vì không hài lòng khi Sojin ghi chép đúng sự thật trong báo cáo kiểm tra mà tức giận. Báo cáo ghi rõ phát thanh viên này sẽ mất khả năng mang thai trước 40 tuổi và số lần có thể mang thai cũng ít hơn người bình thường. Điều quan trọng là cô sắp kết hôn với một gia đình quyền quý. Nếu để gia đình tương lai thấy báo cáo kiểm tra này, có thể cô sẽ không có cơ hội bước vào nhà họ. Vì vậy, cô đã đe dọa Sojin sửa đổi một báo cáo nói về những ưu điểm của cô. Sojin kiên quyết từ chối yêu cầu của người phụ nữ vì tuân thủ quy tắc của nhà nghiên cứu. Kết quả kiểm tra không thể tùy tiện thay đổi. Người phụ nữ tức giận, giật tóc Sojin để xả giận. Yeonu đến để giúp Sojin, cố tình làm bị thương một đồng nghiệp bị ngất xỉu. Chờ đồng nghiệp ngã xuống, anh liền gào lên cầu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi yêu cầu nói chuyện riêng với người phụ nữ. Yeonu đã giải quyết ổn thỏa rắc rối cho Sojin và còn đặc biệt đợi cô tan làm để đưa cô về nhà. Thấy Sojin đang che vết thương trên mắt, vẻ mặt u ám, anh chủ động đưa cô đi hát để xả stress. Sojin có hơi ngại ngùng nhưng sự vui vẻ, nhảy múa của Yeonu đã lây lan cho cô. Cô không còn để ý đến việc hát không đúng nhạc, lớn tiếng hát lên, giải phóng hết những cảm xúc tiêu cực. Trên đường về, Sojin cảm thấy lạ lùng khi Yeonu bỗng nhiên như một người khác, quá dịu dàng với cô, khiến trái tim cô không khỏi đập nhanh. Yeonu lại một lần nữa đề nghị rằng Sojin có thể tiếp tục lấy cô làm đối tượng thí nghiệm. Khiến Sojin nhớ lại nụ hôn hôm ấy, cô nghi ngờ Yeonu có mục đích gì khác, nhưng khi biết có thể nghiên cứu gen của Yeonu, cô vẫn rất vui sướng. Khi trở về, Ari đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thấy vết thương trên mặt Sojin, Ari nghĩ rằng đó là do Yeonu gây ra. Kể từ khi Sojin nghiên cứu ra mùi hương của Yeonu, cô đã cảm thấy mùi đó giống như mùi hôi của cống. Biết rằng Yeonu có gen bạch tuộc phong lưu, cô càng không có thiện cảm với anh, thầm gọi Yeonu là bạch tuộc cống hôi. Ari muốn nhanh chóng thoát khỏi Yeonu, liền rủ Sojin cùng đi ăn. Sojin nhiệt tình mời Yeonu cùng họ đi ăn. Ba người đến nhà hàng, ngồi ở hai bàn khác nhau. Ari kể rằng hôm nay cô đã đi làm tình nguyện ở nhà thờ. Thật kỳ diệu, chỉ cần ở bên vị linh mục, sự lo âu của cô sẽ giảm bớt, cảm giác rất an tâm. Vị linh mục đó đã mất bố từ nhỏ và mẹ cũng chết trong một vụ hỏa hoạn. Anh lớn lên trong cô nhi viện và mẹ anh rất thích trồng hoa trong nhà kính. Vị linh mục dường như giống mẹ anh, chỉ cần lại gần là sẽ ngửi thấy mùi hoa từ anh. Những lời của Ari khiến Yeonu nhớ lại một kỷ niệm xa xôi. Hồi nhỏ, khi biết bố ngoại tình, anh đã xông vào nhà của người phụ nữ đó và ném mạnh một chậu hoa xuống đất. Con trai của người phụ nữ đó đã bước ra, là một cậu bé có tuổi tác tương đương với Yeonu. Khi tỉnh táo lại, Yeonu để tiếp tục gây sự chú ý với Sojin, đã đến tiệm hoa mua một bó hoa cho cô, nhưng anh không thấy một người đàn ông đội mũ, dường như đang theo dõi anh. Khi Yeonu gói hoa, Sojin đang làm thí nghiệm bỗng nhiên hắt hơi liên tục, cô bị dị ứng phấn hoa, nhưng trong phòng thí nghiệm không có gì khiến cô dị ứng. Yeonu mang hoa đến viện nghiên cứu, không may Sojin đang tham gia một buổi tọa đàm ở trường cũ. Sojin kể cho sinh viên rằng hai người thuộc về thời gian và không gian khác nhau có thể có một sự đồng cảm kỳ diệu nào đó. Chỉ cần tin vào phản ứng DNA kỳ diệu, biết đâu người mình yêu sẽ xuất hiện từ cánh cửa đó ngay giây phút tiếp theo. Cô vừa nói xong thì có người đẩy cửa bước vào. Sojin nhìn thấy Yeonu đứng ở cửa với bó hoa, khoảnh khắc tình cờ này như đã được định sẵn. Yeonu cầm hoa từ từ tiến lại gần, và khi khoảng cách thu hẹp, Sojin lại hắt hơi liên tục, nước miếng bắn cả lên mặt Yeonu. Sojin rất thắc mắc, từ trưa đến giờ cô đã hắt hơi không ngừng. Yeonu giải thích rằng trưa nay anh ở tiệm hoa, hoa chưa kịp giao mà Sojin đã có triệu chứng dị ứng. Chỉ có một cách giải thích,
đó là sự đồng cảm. Sojin dẫn Yeonu đến không gian bí mật của mình. Lớp học này chứa đựng nhiều bí mật của cô. Sojin lấy ra quả địa cầu trên nóc tủ, nói rằng đó là viên nang thời gian của cô. Bên trong có vé xem phim mà cô muốn cùng người yêu lúc đó đi xem, nhưng tiếc rằng người yêu đã phản bội, đã đi xem với cô gái khác. Còn có một chiếc máy nghe nhạc, bên trong chỉ có một bài hát, đó là bài hát mà cô đã hẹn sẽ cùng bạn trai nghe. Yeonu muốn nghe thử bài hát, nhưng máy nghe nhạc hết pin, vì vậy đề nghị chờ sạc đầy rồi cùng nhau nghe. Sojin bỗng dưng cảm thấy lúng túng, không biết phải trả lời sao. Yeonu không thúc giục cô đề xuất cùng đi ăn nữa. Hai người quyết định đồng thời nói ra món ăn mình muốn. Không ngờ cả hai đồng thanh kêu lên, súp há cào. Những sự trùng hợp nhiều lần khiến Sojin càng tin tưởng rằng giữa cô và Yeonu có sự đồng cảm. Cô tâm sự với Kang Hun rằng chưa bao giờ có sự ăn ý với một chàng trai nào như vậy. Kang Hun nhắc nhở rằng sự ăn ý được xây dựng dựa trên sự hiểu biết về con người và những trải nghiệm chung. Nhưng Sojin vốn dĩ là người dễ thích người khác, cô mù quáng phát sinh thiện cảm. Kang Hun biết người mà Sojin nói đến chính là Yeonu, đã cảnh báo cô rằng người mà không nên giao du nhất chính là Yeonu, vì Yeonu không thể mang lại cho cô những gì cô muốn. Sojin không hiểu tại sao Kang Hun lại tức giận đến vậy. Ari liền vạch trần sự thật, khó khăn lắm mới gặp được người cứu sống mình, lại cố gắng tìm cái chết, chắc là kiểu ẩm ương hơn thời tiết. Kang Hun tình cờ gặp Mi Eun trên đường để cảm ơn Kang Hun vì đã cứu mình lần trước. Mi Eun tặng anh một cuốn sách vừa mới xuất bản và chủ động lưu số điện thoại của Kang Hun, nói rằng nếu gặp nguy hiểm sẽ tìm đến anh. Kang Hun hỏi Mi Eun lưu số người khác tùy tiện như vậy, Yeonu có tức giận không? Mi Eun giải thích rằng cô và Yeonu không có mối quan hệ như thế. Với cô, Yeonu chỉ là người của thứ sáu, vì ngày nào anh cũng có hẹn hò với người khác nhau. Kang Hun không thể đồng ý với cách mà Mi Eun và Yeonu coi chuyện yêu đương và chia tay như trò đùa. Anh nói, những người như họ nên hẹn hò với những người cùng kiểu, đừng làm tổn thương những người vô tội. Nói xong, anh trả lại cuốn sách cho Mi Eun. Ở một diễn biến khác, Sojin muốn kiểm tra xem cô và Yeonu có thực sự có sự đồng cảm hay không. Cô đặt điều kiện cả hai sẽ chọn một trong hai địa điểm để đến mà không cho nhau biết lựa chọn, rồi xem liệu họ có chọn cùng một nơi không. Cả hai xuất phát trên đường tìm kiếm bóng dáng của đối phương. Không lâu sau, cả hai đồng thời nghe thấy tiếng gọi phía sau. Hai người đều phấn khởi quay lại, nhưng Sojin thấy người gọi mình là Kang Hun, còn người xuất hiện sau lưng Yeonu là Mi Eun. Mi Eun tình cờ gặp Yeonu, mời anh uống một ly nhưng bị từ chối. Mi Eun nhắc nhở Yeonu đừng quên buổi tụ tập cuối tuần này. Trong khi đó, Sojin rất không hài lòng khi người xuất hiện sau lưng mình là Kang Hun, còn Kang Hun cũng không hiểu vì sao cô lại tức giận như vậy. Lúc đó, một cậu bé đạp xe lao về phía một bà cụ, Kang Hun lập tức lao ra ôm lấy cậu bé. Cả hai ngã sang một bên, còn bà cụ an toàn. Kang Hun bị chảy xước cánh tay và đầu gối. Sojin thoa thuốc cho Kang Hun, nhìn thấy những vết thương đầy trên đùi anh, cô cảm thấy nhói lòng. Cô nghĩ, nếu mẹ Kang Hun còn sống, bà nhất định sẽ không để anh làm công việc nguy hiểm như lính cứu hỏa. Kang Hun nghĩ rằng, với đàn ông, việc tìm được một công việc tốt cũng quan trọng như với phụ nữ là tìm được một người đàn ông tốt. Anh yêu công việc này. Khi Sojin cúi người về phía trước, cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người Kang Hun, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Thế nên dù thuốc chưa bôi xong, cô đã vội vã rời đi. Về đến nhà, Sojin đầy bực bội, cô đã rất nghiêm túc truyền tín hiệu đồng cảm đến Yeonu, vậy mà cả hai lại không tìm thấy nhau. Cô không hiểu rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu. Trước khi đi ngủ, cô giận dỗi gửi cho Yeonu mấy tin nhắn, trách móc rằng cuộc thí nghiệm đã thất bại. Hôm sau, không cam lòng, Sojin bắt đầu xem xét lại lý do khiến tín hiệu đồng cảm thất bại. Cô xác định hai địa điểm là sông Hàn và Nam San. Từ 7 giờ đến 8 giờ tối, cô đã cầu nguyện sẽ gặp được Yeonu. Yeonu cũng đã truyền tín hiệu đồng cảm tới cô. 8 giờ rưỡi, Kang Hun lại xuất hiện sau lưng cô. Sojin nghi ngờ rằng tín hiệu của cô đã bị cản trở và dường như nó đã truyền đến Kang Hun. Ngay lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Sojin nhận được tin nhắn mà Yeonu gửi tối hôm trước, kèm theo một bức ảnh chụp trước quán ăn bên sông Hàn. Sojin xác nhận rằng tại hai địa điểm sông Hàn và tháp Nam San, cô và Yeonu đều đã chọn sông Hàn. Vậy tại sao hai người không gặp nhau? Cô nghĩ có lẽ Yeonu cũng đã bị cản trở. Cô tò mò, không biết ai đã cản trở tín hiệu của Yeonu. Nhận ra thí nghiệm đã bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, Sojin gọi điện cho Yeonu và yêu cầu gặp nhau để nói chuyện. Yeonu đề xuất vài khung thời gian nhưng đều bị Sojin từ chối. Cụ thể ngày nào gặp vẫn do Sojin quyết định. Bị Sojin dẫn dắt, Yeonu bắt đầu lo lắng cho tình trạng của mình. Buổi tối, Yeonu đi tham gia buổi tụ tập mà Mi Eun đã mời. Những người tham gia hầu hết đều là những người có tư tưởng cởi mở về tình yêu, đặc biệt là Mi Eun, một người trung thành với đa ái. Có một vị đạo diễn muốn nói chuyện với cô về vấn đề này. Mi Eun không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Khi 28 tuổi, cô đã bắt đầu hẹn hò với nhiều người đàn ông. Vì cô thích yêu đương nhưng lại ghét việc nam nữ vì muốn chiếm hữu nhau mà làm tổn thương nhau. Có phải khi còn nhỏ Mi Eun đã trải qua điều gì tồi tệ không? Vì theo đạo diễn, việc cùng lúc hẹn hò với nhiều người là biểu hiện của việc thiếu thốn tình yêu. Ý nói rằng Mi Eun là một người không bình thường. Sau khi đạo diễn nói xong, anh ta liền giở trò, đưa tay tương tác Mi Eun. Mi Eun muốn rời đi nhưng bị anh ta nắm chặt tay kéo lại và tiếp tục cố tình áp sát. Yeonu tiến tới giúp Mi Eun thoát khỏi sự làm phiền. Anh an ủi Mi Eun rằng nếu đã chọn con đường khác biệt, đừng để những lời khó nghe ảnh hưởng. Anh khẳng định Mi Eun mà mình biết luôn tự tin. Mi Eun muốn biết Yeonu nghĩ gì về chuyện đa ái.
Keanu thẳng thắn chia sẻ rằng ban đầu rất khó chấp nhận nhưng sau đó đã đồng ý với quan điểm đó. Anh thích giữ khoảng cách thoải mái với đối phương, không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ. Việc quyết định hẹn hò với Mi-eun khi biết cô là người theo đuổi đa ái cũng là lựa chọn của anh. Dù là người của thứ sáu, mỗi buổi hẹn đều khiến anh đầy mong đợi. Tiếc rằng Mi-eun đã biến mất nửa năm và cuối cùng hai người kết thúc mà không rõ ràng. Yeonu muốn gặp Sojin nên mời cô đi ngắm sao vào tối mai. Sojin vốn là người đam mê thiên văn học nên đồng ý ngay lập tức. Trước khi đi, Sojin gọi cho Kang-hun nhờ trông chó vì tối nay cô sẽ không về nhà do đi cắm trại với Yeonu. Khi nghe điều này, Kang-hun lập tức lo lắng vì người đi cùng Sojin lại chính là Yeonu. Sao mà anh yên tâm được? Trước đó, anh đã nghe đồng nghiệp của Yeonu kể rằng Yeonu đã lên rất nhiều kế hoạch để chinh phục Sojin và anh ấy rất giỏi trong việc lập kế hoạch. Đồng nghiệp còn cảm thán là kế hoạch kiểu này thì có cô gái nào mà khước từ cho nổi. Yeonu đưa Sojin đến địa điểm, dựng lều và chuẩn bị đồ dùng cắm trại. Họ thư giãn ăn thịt nướng. Kang-hun lo sợ Sojin rơi vào bẫy của Yeonu nên đã vội vã chạy đến để tìm họ. Khi anh đang tìm kiếm, Mi-eun cũng tình cờ đến cắm trại, nhìn thấy và âm thầm đi theo anh. Trong khi đó, Yeonu đưa một miếng thịt nướng đến miệng Sojin thì Kang-hun xuất hiện. Eo ơi, có duyên thế, đến đây rồi mà vẫn gặp được nhau. Yeonu nhận ra Kang-hun đến để gây rối, nhưng Sojin tin đó chỉ là sự trùng hợp. Cô kéo Kang-hun ngồi xuống cùng ngắm sao. Khi Sojin thấy lạnh và bắt đầu xoa tay, Yeonu tinh tế đắp chăn cho cô, nhưng Kang-hun lại kéo chăn về phía mình và đưa áo khoác của anh cho Sojin. Yeonu không chịu thua, giành lấy áo khoác của Kang-hun và khoác lên mình. Hai người đàn ông to xác bắt đầu tranh giành một cách trẻ con. Sojin đáng thương đành chịu lạnh vì không ai chú ý đến cô. Hai người đàn ông tiếp tục đối đầu. Khi Yeonu đút thức ăn cho Sojin, Kang-hun nhanh chóng nuốt luôn miếng đó. Yeonu liền cố ý đút cho anh miếng đồ nóng bỏng. Kang-hun quả nhiên đã mắc bẫy, nhưng dù bị bỏng vẫn cố chịu và khen ngợi hương vị. Sojin không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người mà ngược lại nghĩ rằng họ đang phát triển một tình bạn xã hội kiểu anh em thân thiết. Cảm thấy bị ngó lơ, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi cô vắng mặt, hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện thẳng thắn. Yeonu trách Kang-hun xen vào việc của mình. Kang-hun khẳng định rằng Sojin cần một người đàn ông luôn ở bên cạnh cô và trước khi người đó xuất hiện, anh sẽ tiếp tục bảo vệ cô. Anh cũng hiểu rõ thái độ của Yeonu với tình yêu và sẽ ngăn cản mối quan hệ giữa Yeonu và Sojin. Khi Sojin quay lại, hai người lập tức dừng cuộc trò chuyện. Đúng lúc này, Kang-hun nhận được cuộc gọi khẩn cấp đi làm nhiệm vụ nên anh phải rời đi. Khi bóng đèn rời khỏi, Yeonu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy ghen tị với mối quan hệ khăng khít giữa Sojin và Kang-hun. Sojin giải thích rằng họ đã lớn lên cùng nhau và từ bé, mỗi khi Kang-hun bị thương, cô cũng sẽ bị ốm theo. Vì vậy, trong tâm trí cô, Kang-hun không thể bị tổn thương. Sau đó, cả hai đứng dậy ngắm sao. Yeonu lấy ra chiếc máy nghe nhạc của Sojin mà anh đã sửa xong. Anh mong muốn cùng cô nghe bài hát trong máy. Khi giai điệu vang lên và họ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, Sojin bày tỏ rằng từ khi bị người yêu cũ phản bội, mỗi lần nghe bài này cô đều muốn khóc. Nhưng lúc này cô lại thấy bài hát đó thật hay. Yeonu liền đưa ra yêu cầu, nếu chúng ta đã cùng nghe bài hát này, từ giờ anh chính là người đàn ông định mệnh của em. Không khí ngay lập tức trở nên ngượng ngùng và lãng mạn. Nhưng đúng lúc đó, một bóng đèn khác lại xuất hiện. Mi-eun, trong khi theo chân Kang-hun, đã đi lạc và tình cờ tìm đến chỗ của Yeonu và Sojin. Yeonu định giới thiệu hai người, nhưng Mi-eun chủ động nói mình là bạn gái cũ của Yeonu. Sojin liền đoán rằng Mi-eun chính là người đã can thiệp vào tín hiệu đồng cảm của họ trong lần thử nghiệm trước. Yeonu không chấp nhận việc thí nghiệm thất bại nên yêu cầu thực hiện lại một lần nữa, lần này theo quy tắc do anh đặt ra. Nếu thí nghiệm thành công, anh mong muốn Sojin đồng ý chính thức hẹn hò. Yeonu chỉ định hai địa điểm, một là thủy cung, hai là bảo tàng mỹ thuật. Cả hai sẽ tự chọn nơi mình muốn đến và xem liệu họ có thể gặp nhau hay không. Sojin tin tưởng những điều Yeonu đã nói mà không hề biết rằng lời nói của anh đã được chuẩn bị kỹ càng. Vào ngày thí nghiệm, Yeonu nhờ đồng nghiệp âm thầm theo dõi Sojin và báo cáo mọi hành động của cô. Đồng nghiệp đi theo cô trên tàu điện ngầm, còn Yeonu lái xe trên đường để theo dõi hành tung. Nhưng đáng tiếc, đồng nghiệp đã vô tình để mất dấu Sojin, khiến kế hoạch của Yeonu bị gián đoạn. Trong tình thế phải chọn một trong hai, Yeonu quyết định đến thủy cung, nhưng anh không thấy bóng dáng của Sojin ở đó. Đúng lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ Sojin. Yeonu định nói chuyện, nhưng nghe thấy tiếng thuyết minh về tác phẩm trong điện thoại, anh nhận ra cô đang ở bảo tàng. Thế là anh bịa chuyện rằng mình đang bị kẹt xe. Sojin đã chờ Yeonu ở viện bảo tàng cho đến lúc đóng cửa nhưng không thấy anh, nghĩ rằng họ đã lỡ mất cơ hội gặp nhau. Tâm trạng cô trở nên chán nản. Ngay lúc đó, Yeonu chạy đến gặp cô. Cuối cùng chúng ta cũng thành công. Đúng, số phận là do chúng ta tạo ra. Sojin xác nhận rằng Yeonu chính là người yêu theo DNA của mình. Hai người vui vẻ chơi đùa trên phố, cả hai đều hạnh phúc vì mối quan hệ tiến thêm một bước. Yeonu muốn đến một nhà hàng để ăn tối, nhưng Sojin đưa anh đến cửa hàng tiện lợi nơi bí mật của cô để ăn mì gói và tâm sự. Cô tiết lộ rằng mỗi khi cảm thấy buồn bã, cô thường đến đây ăn để thư giãn. Hôm nay là một ngày vui, chia sẻ nơi mà cô coi là tiệm ăn ngon nhất với Yeonu khiến cô càng thấy phấn khích hơn. Yeonu cười nhưng không nói gì. Khi về đến nhà, anh đặc biệt pha một ly trà có công dụng kháng viêm và diệt khuẩn để làm dịu dạ dày bị dày vò bởi đồ ăn vặt. Điều khiến anh đau đầu là
Sojin lại rất thích đồ ăn vặt. Con đường thay đổi thói quen ăn uống của cô còn dài, và anh tự nhủ mình cần giúp Sojin nhận ra tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh. Sojin vui sướng lăn lộn trên giường, cô muốn tận hưởng cảm giác từ mối quan hệ mơ hồ dần dần trở thành tình yêu. Ngay lúc đó, Yeonu gọi điện mời cô đi ăn tối vào ngày mai. Mặc dù rất vui, nhưng Sojin vẫn muốn mọi chuyện diễn ra từ từ, nên cô đề nghị gặp vào thứ bảy. Khi biết Yeonu phải tăng ca vào thứ bảy, cô liền đổi ý ngay lập tức và đồng ý gặp sau giờ làm việc vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, họ gặp nhau tại nhà hàng mà Yeonu đã chọn kỹ càng. Không ngờ, vừa ngồi xuống thì gặp Mi-eun cùng bạn trai mới đến. Mi-eun chào hỏi và bạn trai cô đề nghị ngồi chung bàn. Yeonu muốn ăn riêng với Sojin nên từ chối, nhưng Sojin lại đồng ý. Trước đó, khi tìm hiểu về Mi-eun, Sojin phát hiện cô là con gái nuôi của mẹ mình. Dù Sojin có nhiều oán trách với mẹ, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu thêm về Mi-eun. Cả bốn người ngồi chung bàn, Yeonu chăm sóc Sojin bằng cách gắp đồ ăn cho cô. Sojin nhìn một bàn đầy món ăn chỉ thấy ngán, nhưng vì Yeonu đang nhìn, cô đành miễn cưỡng ăn một miếng. Mi-eun thấy hành động của Yeonu có chút không thoải mái, cô vờ như vô tình nhắc đến việc hai người họ thường xuyên đến nhà hàng này, đồng thời nói rằng Yeonu rất kén ăn. Soji chứng kiến Yeonu và Mi-eun thưởng thức đồ ăn theo cùng một cách, cô thầm chế giễu trong lòng rằng hai người họ không phải là bạn tri kỷ, vậy tại sao hành động lại giống hệt nhau như vậy? Bạn trai của Mi-eun, người nãy giờ im lặng, hỏi Yeonu và Sojin có phải đang hẹn hò không. Sojin lắp bắp giải thích, nhưng Yeonu cắt ngang và nói rằng hai người đang trong quá trình tìm hiểu. Mi-eun bất ngờ nâng ly rượu vang lên, nói rằng không ngờ Yeonu lại chọn loại rượu này. Cô giải thích với Sojin rằng họ từng đến Bulgaria và họ đã chọn loại rượu này khi đó. Yeonu giải thích thêm rằng đó là chuyến đi của nhóm bạn du lịch và hai người họ chỉ là một phần trong đó. Bạn trai của Mi-eun lắng nghe cuộc trò chuyện và dần nhận ra Yeonu chính là người bạn trai cũ mà Mi-eun đã nhắc đến trong sách. Mi-eun từng viết về một chuyến du lịch với người bạn trai cũ mà cô không thể quên. Hai người có khẩu vị giống hệt nhau. Sau khi chia tay, cô vẫn cảm thấy rung động. Giờ đây, rõ ràng người bạn trai đó chính là Yeonu. Không thể chịu đựng nổi mối quan hệ kỳ lạ này, bạn trai Mi-eun bỏ đi ngay lập tức. Mi-eun lúng túng, xin lỗi rồi cũng rời đi. Bữa tối kết thúc trong sự buồn bã của cả bốn người. Sojin với cái bụng đói meo đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Cô chọn bia và không ngờ Kang-hun cũng đang mua bia. Cô chọn đồ ăn vặt và Kang-hun cũng lấy đúng loại đó. Khẩu vị của hai người từ nhỏ đến lớn đều giống nhau một cách kỳ lạ. Sojin để tâm đến mối quan hệ giữa Yeonu và Mi-eun. Kang-hun châm chọc rằng hai người họ có nhiều điểm tương đồng từ thói quen đến sở thích. Sojin bất lực thở dài, cảm thán rằng gặp được người yêu định mệnh và sở hữu một người yêu định mệnh thật ra là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sojin cảm thấy buồn bã, không hiểu tại sao Yeonu và Mi-eun lại yêu nhau 3 năm, chia tay 2 lần mà vẫn tiếp tục tái hợp. Trong khi đó, Ari đã phát minh ra một thuật ngữ mới, vi khuẩn đồng loại theo loài. Trong nghiên cứu gần đây, cô phát hiện ra rằng những người có sở thích ăn uống giống nhau có cùng loại vi khuẩn đường ruột. Loại vi khuẩn này có thể khiến đối phương coi nhau như bạn đời, từ đó thu hút nhau. Sojin được gợi ý từ nghiên cứu này, cô quyết định từ giờ trở đi sẽ ăn những món giống Yeonu và cố gắng để vi khuẩn đường ruột của anh hòa hợp với cô. Ở một diễn biến khác, Kang-hun nghi ngờ vụ cháy tại căn hộ lần trước không phải là sự cố. Theo kết quả điều tra hiện trường, đó không phải là vụ nổ ga hay do chập điện, và cánh hoa trong phòng không bị cháy xém. Điều này cho thấy có nhiều điểm bất thường. Người ngỏm trong vụ cháy chính là tình nhân của bố Yeonu. Ông tổ chức tang lễ cho cô ta, và mẹ Yeonu bất ngờ xuất hiện, tuyên bố rằng đây là chuyện của chồng mình và bà không thể đứng ngoài. Khi rời đi, mẹ Yeonu liếc nhìn linh mục đang nói chuyện với gia đình người quá cố. Bố của Yeonu ra cho người theo dõi mẹ, nghi ngờ bà có liên quan đến cái chết của tình nhân. Yeonu nghe thấy những lời bàn tán về người chết khi đang ở bệnh viện và gia đình ba người của anh cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng anh không ngờ rằng bố anh lại nghi ngờ mẹ chính là đối tượng tình nghi. Bố anh khẳng định tình nhân của ông đang mang thai nên không thể nào tự hại thân. Khi thấy Yeonu không có bất kỳ phản ứng nào, bố anh đã quát mắng rằng đứa bé mang huyết thống của anh đã chết vậy mà anh không có chút cảm xúc gì. Ngay cả khi Yeonu không coi đứa bé là người thân, tình nhân kia cũng là bệnh nhân mà anh từng điều trị khi mang thai. Một người như anh không xứng đáng làm bác sĩ sản khoa. Lời buộc tội này khiến Yeonu tức giận từ đáy lòng. Đối với anh, người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không xứng đáng làm bố, cũng không đủ tư cách làm chồng của một người phụ nữ. Khi Yeonu đang bận rộn giải quyết chuyện gia đình, Sojin vì kế hoạch thử nghiệm mà mượn nhà hàng của nhà Kang-hun để cùng Yeonu quay một buổi ăn trực tuyến. Từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến khi món ăn hoàn thành và đưa vào miệng, cô đều trình bày từng bước một và yêu cầu Yeonu ăn đúng như cô. Kang-hun tưởng cô chỉ đang đùa giỡn nên còn đeo cho cô một chiếc mũ đầu bếp, nhưng khi vừa lật mũ ra để lộ đôi mắt của cô, Kang-hun bỗng dưng cảm thấy tim mình xao động một cách khó hiểu. Sau vài ngày ăn online, Sojin hỏi Yeonu xem anh có bị táo bón hoặc thấy màu phân thay đổi không. Yeonu ngơ ngác trước lượng thức ăn những ngày qua, khiến Sojin nhận ra rằng anh không hề tuân theo thực đơn của mình. Kế hoạch ăn uống thất bại
khiến Sojin rất buồn. Yeonu nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Sojin, nên để dỗ dành cô, Yeonu đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn tại nhà và mời cô đến ăn tối. Khi chuông cửa vang lên, người đến không phải là Sojin mà lại là Mi-eun. Hôm nay đúng vào ngày sinh nhật của Mi-eun, cô đến để mời Yeonu cùng chúc mừng. Nhưng Yeonu thẳng thắn nói rằng đã mời Sojin đến ăn tối và mong muốn có không gian riêng cho hai người. Mi-eun dù không cam lòng nhưng cuối cùng đành lúng túng rời đi. Sojin đến đúng giờ và không ngại ăn thoải mái hết sức để tỏ ra vui vẻ, nói rằng đây là lần đầu tiên cô ăn một bữa hạnh phúc như vậy. Vừa dứt lời, bụng cô bỗng réo lên. Để tránh việc Yeonu không thoải mái, nên cô nói dối rằng mình chỉ hơi không dung nạp lactose, một lát sau sẽ ổn thôi. Yeonu rủ cô cùng xem phim và ra hiệu cô ngồi lên ghế sofa. Sojin tự nhủ cố gắng chịu đau, bước tới ghế và dùng chân giữ mông hy vọng cơn đau qua nhanh. Yeonu không để ý đến sự khó chịu của cô, chỉ nhẹ nhàng cài kẹp tóc và mái tóc của Sojin, tạo nên một bầu không khí đầy lãng mạn. Sojin thầm phục mình, dù đau bụng vẫn có thể cảm thấy rung động. Nhưng khi Yeonu định tỏ tình, Sojin không thể chịu nổi nữa, vội vã lấy đồ và lao ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Yeonu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh chóng khoác áo đuổi theo cô ra khỏi nhà. Sojin vừa vào nhà vệ sinh trong sảnh đã bị đau đến mức tưởng chừng không chịu nổi. Cô gọi Kang Hun đến cứu giúp. Kang Hun tức tốc đến và đưa cô lên xe cứu thương. Yeonu chạy ra nhưng không thấy bóng dáng của Sojin, cũng không biết cô đang nằm trên chiếc xe cứu thương vừa chạy qua. Khi Yeonu gọi điện thoại cho Sojin, người trả lời là Kang Hun. Sojin đã được Kang Hun khẩn cấp đưa vào bệnh viện và khi nghe tin, Yeonu cũng nhanh chóng chạy đến. Bác sĩ chẩn đoán Sojin bị viêm dạ dày ruột cấp tính, ngoài ra vùng bụng dưới bên trái còn có một vật lạ, nghi ngờ là u xơ tử cung, cần phải kiểm tra thêm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Sojin, Yeonu có chút ghen vì Sojin mỗi lần gặp khó khăn đều tìm đến Kang Hun đầu tiên. Yeonu muốn biết Kang Hun giữ vai trò gì trong lòng Sojin. Kang Hun đáp rằng ai cũng có người để chia sẻ nỗi đau hay niềm vui. Anh không bận tâm việc Sojin chỉ tìm đến anh khi cần, bởi bất cứ lúc nào cô cần, anh sẽ luôn xuất hiện như hôm nay vậy. Sau khi Sojin truyền dịch xong thì xuất viện, bố Kang Hun đích thân nấu cháo và dặn Kang Hun rằng dù có phải đút từng muỗng thì cũng phải đút cho cô ăn hết. Sojin quả nhiên không muốn ăn cháo nhạt nhẽo, ngay cả khi được Kang Hun đút cô cũng không muốn mở miệng. Cô còn bảo Kang Hun thử một miếng để hiểu cảm giác của mình. Kang Hun chuẩn bị đưa muỗng vào miệng thì Ari chạy ra ngăn lại, cho rằng dùng chung muỗng chẳng khác nào hôn gián tiếp. Sojin không mấy bận tâm, nói rằng đây đâu phải là lần đầu tiên họ dùng chung muỗng. Kang Hun đẩy bát cháo ra xa, vẻ mặt ngán ngẩm. Anh dặn dò cô ăn uống cho khỏi bệnh thì quay người rời đi. Để cảm ơn bố Kang Hun, Sojin đã lấy một mớ rau mang ra ngoài đưa cho Kang Hun mang về nhà. Nghe thấy tiếng gọi, Kang Hun dừng lại. Sojin chạy đến cầu thang, không cẩn thận ngã vào người Kang Hun. Lúc cả hai ngã xuống đất, môi họ chạm nhau. Sojin đứng dậy, tỏ vẻ không quan tâm. Còn Kang Hun thì không thể bình tĩnh được nữa. Sau khi đưa Sojin về nhà, Kang Hun mặt đỏ bừng, tim vẫn đập loạn nhịp. Anh chạy ra ngoài công viên để hạ nhiệt, nơi mà anh và Sojin thường đến khi còn nhỏ. Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó Kang Hun thường xuyên mít ướt vì mẹ bị bệnh. Sojin thấy thế liền chạy tới an ủi anh, giúp anh vui vẻ lên. Từ đó trở đi, Kang Hun coi Sojin như chị gái ruột của mình. Những năm qua, anh cũng như một đứa em trai mà chăm sóc cho Sojin. Nhưng sự cố ban nãy, cái hôn đó đã làm tim anh loạn nhịp. Kang Hun nhận ra rằng mình đã yêu Sojin từ lâu mà không hề biết. Sojin đến bệnh viện của Yeonu để kiểm tra kỹ lưỡng. Bác sĩ thông báo u xơ tử cung quá lớn, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nghe tin phải làm phẫu thuật và có thể có biến chứng, Sojin sợ hãi ngồi bật dậy hỏi thêm chi tiết. Nữ bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng vì thái độ hoảng loạn của cô và để trợ lý giải thích rõ ràng hơn, còn mình thì lạnh lùng rời đi. Sau khi nghe giải thích, Sojin đã xác định thời gian phẫu thuật. Để tìm người chăm sóc, cô đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng vẫn gọi cho mẹ. Mẹ cô nghe xong ngày phẫu thuật liền nói rằng hôm đó bà có một buổi triển lãm tranh và phải 2 tháng sau mới rảnh. Mẹ cô yêu cầu rời lịch mổ lại 2 tháng. Sojin tức giận phản ứng, làm gì có ai lại có thể đợi mổ lâu như vậy được. Cô buồn bã, tủi thân và cảm thấy ngay cả trong những chuyện sinh tử quan trọng như thế này, cô cũng phải thuận theo lịch của mẹ mình, muốn mổ cũng do con, vốn dĩ đây là chuyện của con mà. Sao lại trách móc mẹ, trong lòng con có thoải mái không? Trong cơn buồn bã, cô nhắn tin cho người bố đã khuất để trút bầu tâm sự, nói rằng mình sợ phải vào phòng mổ một mình, sợ gây mê toàn thân. Nếu bố có thể ở bên cạnh nắm tay cô sẽ không còn thấy sợ hãi như vậy. Yeonu nghe thấy những lời này nhưng không lên tiếng, thay vào đó, anh tìm gặp bác sĩ chính của Sojin. Làm việc cùng nhau nhiều năm, anh biết đối phương là người lạnh lùng và nói lời châm chọc. Anh cầu xin lần này đối phương có thể đối xử với Sojin nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, nữ bác sĩ không mấy hài lòng. Cô cho rằng không cần phải đặc biệt chăm sóc chỉ vì Sojin là người mà Yeonu thích. Cô còn châm chọc Yeonu khi thích một cô gái hay càu nhàu và trẻ con như vậy. Yeonu yêu cầu chuyển Sojin sang tay mình và anh sẽ tự tay thực hiện ca phẫu thuật cho Sojin. Ở bên kia, Sojin cảm thấy không phục, lại gọi điện cho em gái, hy vọng rằng em có thể đến bên mình vào ngày phẫu thuật. Hôm đó, em gái đang cùng Mi-eun và những người khác uống rượu chơi trò chơi, không hài lòng khi bị Sojin làm phiền, cô từ chối thẳng thừng, cũng chẳng phải ung thư, chỉ là tiểu phẫu đơn giản. Mi-eun vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện và mới biết hai người là chị em ruột. Cô thắc mắc không biết Sojin là người như thế nào. Em gái phàn nàn rằng Sojin là một kẻ ngốc, không thể từ bỏ những người bạn lừa đảo tiền bạc, không thể bỏ rơi bạn trai phản bội, thậm chí không nỡ rời xa cả
gia đình luôn nói những lời cay nghiệt với cô. Hai người thân duy nhất cũng không thể ở bên cô. Sojin đành gọi cho Kang Hun và anh hứa sẽ đến bên cô vào ngày trước khi phẫu thuật. Từ giờ, anh sẽ là người giám hộ của Sojin. Sojin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cùng với Ari đến quán ăn. Trên TV đang chiếu cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. Kang Hun không thể ngăn mình nhớ về nụ hôn bất ngờ của Sojin dành cho anh. Một cơn bối rối bất ngờ ập đến, mặt anh đỏ lên và anh vội vàng tắt TV. Ari thấy mặt anh đỏ lên, nghi ngờ rằng chỉ nhìn thấy cảnh hôn đã khiến adrenaline và dopamine tăng vọt. Kang Hun không biết giải thích thế nào, chỉ có thể quay lưng chạy ra ngoài. Sojin trải qua cuộc kiểm tra trước phẫu thuật để giảm bớt lo lắng. Yeonu đã đeo tai nghe cho cô và đưa cho cô một chiếc điều khiển từ xa, dặn rằng nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy ấn nút, anh vẫn ở bên ngoài. Sojin cảm thấy ấm áp trong lòng, thoải mái tận hưởng cảm giác được chữa lành. Kang Hun đến bệnh viện, thấy Sojin đứng giữa những bông hoa sau khi kiểm tra xong, anh bỗng dưng không thể di chuyển. Cảnh tượng Sojin cười đùa giữa những cánh hoa hồi nhỏ hiện lên trong tâm trí anh. Anh nghe thấy âm thanh của tình yêu từ từ rót vào tai. Hai người cùng nhau đi ăn và bất ngờ gặp Mi-eun. Mi-eun đã biết Sojin là nhà nghiên cứu gen và muốn tìm cô để kiểm tra sức khỏe. Sojin đưa cho cô danh thiếp của mình. Khi thấy Yeonu xuất hiện, ánh mắt cô đột nhiên sáng rực. Yeonu dặn Sojin không ăn đồ ăn vặt, hãy ăn những món có dinh dưỡng. Mi-eun nhận ra Kang Hun thích Sojin và nhắc anh rằng chỉ thích trong lòng thì không có tác dụng, cần phải thể hiện ra ngoài. Nếu Kang Hun cần, cô có thể gửi cho anh tài liệu về tình yêu do mình viết để dạy cho một kẻ ngây thơ trong tình yêu như anh. Sau bữa ăn, Sojin nhận được cuộc gọi từ Yeonu. Anh nói rằng có thứ muốn tặng cô. Hai người gặp nhau trong một công viên yên tĩnh. Yeonu nói đây là nơi bí mật của anh. Mỗi khi buồn bã, anh đều đến đây để thư giãn. Nói xong, anh lấy ra những món quà đã chuẩn bị cho Sojin. Trà có thể uống sau phẫu thuật, dép đi bệnh viện, sách để giải trí khi buồn chán và miếng dán giữ ấm sau phẫu thuật. Sojin lại tin rằng cô và Yeonu có sự đồng cảm đặc biệt vì mọi thứ đều là những gì cô cần. Cô bộc bạch rằng gia đình không quan tâm đến mình. Nếu là gia đình của Yeonu chắc chắn sẽ khác. Sojin rất tò mò, chưa bao giờ nghe Yeonu nhắc đến người thân, nhưng anh cố tình lảng tránh vấn đề này. Sau đó, anh đưa Sojin về nhà. Tối hôm đó, Kang Hun đã ở lại bệnh viện trông Sojin một đêm. Sojin nhờ anh giúp cô buộc tóc. Kang Hun vụng về ngồi bên cạnh, vừa buộc tóc vừa nói đùa. Yeonu nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người, tức giận đạp một cái vào hộp. Ngày hôm sau, ca phẫu thuật sắp diễn ra thì Kang Hun nhận được cuộc gọi từ đội cứu hỏa, có hỏa hoạn xảy ra và cần hành động khẩn cấp. Trước khi rời đi, Kang Hun không gọi Sojin đang ngủ say dày, nhưng anh đã gọi điện thông báo cho em gái đến ngay lập tức, nhất định phải ở bên Sojin vào phòng phẫu thuật. Nhưng tiếc là em gái đến trễ, Sojin một mình được đẩy vào phòng phẫu thuật. Không ngờ rằng Yeonu vì cấp cứu cho một thai phụ gặp sự cố đã phải thực hiện một ca phẫu thuật khác, nên bác sĩ phẫu thuật cho Sojin là người khác. Sojin hoảng loạn và sợ hãi, nước mắt chảy ra không tự chủ được. Khi cô mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy Yeonu xuất hiện trước mặt. Yeonu an ủi cô hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp, ca phẫu thuật sẽ nhanh chóng kết thúc. Sojin nhớ lại hình ảnh bốn thành viên trong gia đình vui chơi bên bờ biển hồi nhỏ, đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi trong trí nhớ của cô. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Sojin tỉnh dậy và cảm ơn Yeonu vì tất cả những gì anh đã làm cho cô. Nhìn Yeonu gần gũi trước mắt, cô không thể kìm nén cảm xúc, trực tiếp hôn anh. Lúc này, Kang Hun vừa kết thúc công tác cứu hỏa, vội vã chạy đến. Tuy nhiên, điều anh nhìn thấy lại là cảnh Sojin hôn Yeonu. Sojin và Yeonu đã hẹn ước với nhau sau một nụ hôn. Họ bàn bạc về những cuộc hẹn hò ngọt ngào sau khi xuất viện. Yeonu muốn tìm một nơi có không khí tốt để lái xe dạo chơi, trong khi Sojin lại muốn ở nhà cả ngày để tận hưởng thế giới riêng của hai người. Họ cười đùa và trêu chọc nhau, thật sự rất ngọt ngào. Chứng kiến cảnh hai người hôn nhau, Kang Hun cảm thấy buồn bã, mượn rượu giải sầu, tự trách bản thân đã quá chậm chạp. Anh chợt nhận ra mình đã thích Sojin từ lâu nhưng chưa bao giờ nhận ra. Anh nhớ lại hình ảnh Sojin đến tìm anh để khóc lóc sau khi chia tay. Lúc đó, Sojin đã từng hỏi anh rằng liệu trên đời này có người nào thật lòng yêu cô hay không. Kang Hun đã an ủi rằng nhất định sẽ có người yêu cô bằng cả trái tim. Giờ đây, anh nhận ra rằng mình chính là người yêu cô một cách chân thành, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ngày xuất viện, Yeonu tặng Sojin một đôi giày đẹp làm quà. Sojin cũng tặng cho anh một chiếc vòng tay cặp, hy vọng họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi. Buổi tối, họ không nỡ xa rời nhau, cùng trò chuyện qua điện thoại. Sojin tâm sự với Yeonu rằng trước khi yêu nhau, mẫu người lý tưởng của cô là những người như bố mình. Mỗi khi nhớ về bố, cô lại cảm thấy rất nhiều điều tiếc nuối. Tiếc nuối nhất là bố cô từng rất thích một đôi giày leo núi, nhưng cho tới lúc mất, cô vẫn chưa tặng được cho ông. Giờ đây, nghĩ lại, Sojin vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Yeonu không trả lời ngay lập tức. Sojin nhận ra anh đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Ngày hôm sau, Yeonu đến gặp Sojin và tặng cô một đôi giày đi núi của bố mình. Đây là một món quà đến muộn nhưng anh vẫn hy vọng có thể bù đắp cho nỗi tiếc nuối của Sojin. Cô cảm động và càng thích Yeonu hơn. Mi-eun nhận được thông báo từ hội bạn du lịch về việc chụp ảnh cưới và mời các thành viên mặc hanbok tham gia. Cô gọi điện cho Yeonu để mời anh cùng tham gia, nhưng Yeonu trả lời rằng anh có hẹn khác. Trong nhóm chat, anh giải thích cho mọi người. Sau khi cúp máy, Yeonu hẹn Sojin đến nhà anh ăn tối vào ngày mai. Sojin vừa đồng ý thì Kang Hun hỏi cô có rảnh vào ngày mai không. Sojin thành thật nói rằng ngày mai cô sẽ đi ăn tối với Yeonu để khép lại dấu hỏi chấm cho một chuyện tình đẹp. Kang Hun cảm thấy hơi buồn.
đường, nhưng không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Yeonu đến đón Sojin sau giờ làm. Khi họ vừa định rời đi thì Sojin bất ngờ nhận được tin nhắn từ chủ tiệm hoa thông báo rằng hoa cô đã đặt từ tuần trước đã sẵn sàng. Sojin chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ mẹ Kang-hun. Cô vội vàng xin lỗi Yeonu, lấy hoa và chạy đến nghĩa trang. Kang-hun và bố đều rất vui khi thấy Sojin đến. Mỗi năm cô đều chuẩn bị hoa cho họ và họ rất vui khi năm nay Sojin cũng không vắng mặt. Bố Kang-hun muốn nói chuyện riêng với vợ, vì vậy nên hai bạn trẻ đã đi dạo một chút. Họ đi quanh quanh thì tình cờ thấy một số người mặc hanbok chụp ảnh cưới. Không ngờ Yeonu và Mi-eun cũng có mặt trong số đó. Sojin và Yeonu nhìn nhau ngạc nhiên, không thể tin rằng hai người không hẹn mà lại gặp nhau với những người bạn khác giới. Trên đường trở về, Kang-hun nhận ra Sojin có vẻ để tâm đến chuyện đó. Sojin thành thật nói rằng có lẽ do gen, mặc dù Yeonu khiến cô tổn thương, nhưng cô không thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho anh. Yeonu cũng cảm thấy ghen tuông và đau lòng. Mi-eun tiếp tục kích thích, nói rằng những người chỉ có quan hệ thông thường sẽ không tham dự tang lễ của mẹ nhau, ám chỉ mối quan hệ thân thiết giữa Sojin và Kang-hun. Mi-eun lại tình cờ gặp Kang-hun tại quán ăn sáng. Cô khuyên anh nên tỏ tình với Sojin, nếu bỏ lỡ thời điểm tỏ tình, có thể sẽ mất đi cả đời. Sojin và Yeonu cùng nhau ăn sáng, cả hai đều ngầm hiểu không đề cập đến chuyện hôm qua, nhưng trong lòng Sojin lại thấy lo lắng, như thể mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn Yeonu với ánh mắt thèm thuồng, dùng cái ánh mắt như ăn tươi nuốt sống ấy nhìn người yêu người khác, đúng là vô duyên. Yeonu mời Sojin đi xem phim tại rạp xe, nhưng Sojin không chú ý, cô suy nghĩ cách để cắt đứt mối liên hệ với những người có gen. Sau khi ăn xong trở về viện nghiên cứu, Mi-eun không cam lòng nên tìm Sojin. Cô vô tình nhìn thấy đôi giày của Sojin và nói rằng Yeonu rất thích thương hiệu này. Sojin nhìn xuống và phát hiện giày của họ gần như giống hệt nhau, chỉ khác màu. Mi-eun vì muốn khẳng định quyền sở hữu đã không quan tâm đến phản ứng của Sojin mà tự nói rằng cô đã yêu Yeonu 3 năm và hiểu nhau rất sâu sắc. Sojin không chịu thua, tuyên bố sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với Yeonu. Vì Yeonu là bạn đời định mệnh của cô, hai người có gen tương thích chắc chắn sẽ thu hút nhau. Trước khi rời đi, Mi-eun tỏ vẻ tốt bụng khuyên Sojin lúc đi hẹn hò cô đừng để ý đến ánh mắt của người khác, vì Yeonu cực kỳ không thích người như vậy. Sojin tức giận tột độ, người mà cô yêu có gen bạch tuộc phong lưu chắc chắn sẽ bị bao quanh bởi nhiều cô gái. Cô tự nhủ phải nghĩ thoáng hơn, nhưng những lời khiêu khích của Mi-eun vẫn hiện rõ trong tâm trí khiến cô không thể bình tĩnh. Ari cũng châm chọc, ai bảo cô yêu phải một người có gen phong lưu, gen không thể thay đổi. Câu nói này khiến Sojin nhớ ra rằng mặc dù gen không thể thay đổi nhưng có thể cải thiện. Cô thức trắng đêm nghiên cứu ra một loại thuốc xịt có thể cải thiện gen phong lưu. Khi cùng nhau đi xem phim, cô đã tặng cho Yeonu loại thuốc xịt này, hy vọng nó sẽ có tác dụng. Trong khi đó, bố Yeonu lâu lắm mới về nhà, nhưng chưa kịp vui mừng, mẹ Yeonu đã thấy chồng mang theo vali đi ra ngoài, thông báo rằng sẽ để tài xế đưa bản thỏa thuận ly hôn cho bà. Mẹ Yeonu hoảng hốt cầu xin chồng đừng đi, chỉ cần không ly hôn, bà sẽ không quan tâm việc sau này ông sẽ lăng nhăng với ai. Vì người phụ nữ đã mang thai và khiến ông ngoại tình cũng đã mất, bố Yeonu muốn làm gì thì làm. Ông nhìn chằm chằm vào vợ, nghi ngờ rằng chính mẹ Yeonu đã chuyển kiếp tình nhân của ông. Khi thấy mẹ Yeonu không chịu thừa nhận, ông buông ra một câu. Mẹ Yeonu rất giỏi trong việc dùng bộ dạng người bị hại này để buộc Yeonu ở bên cạnh. Điều này khiến ông cảm thấy ghê tởm. Trên đường về nhà, Yeonu nhận được cuộc gọi từ mẹ khóc lóc than vãn về chuyện ly hôn. Anh cảm thấy buồn bã và chạy đến quán ăn của Kang-hun để uống rượu. Anh đã tâm sự với Kang-hun rằng từ nhiều năm trước, anh đã biết bố mẹ sẽ có kết cục như thế này, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng đã đến. Tâm trạng của anh có phần phức tạp. Kang-hun không thể đồng cảm, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh và uống rượu với anh. Sáng hôm sau, Mi-eun đến tìm Yeonu để muốn bày tỏ tình cảm. Vào thời điểm quan trọng, Yeonu nhận được cuộc gọi từ Sojin. Hóa ra Kang-hun đã nấu những món ăn ngon cho Sojin và Ari. Sojin muốn gọi Yeonu tới cùng ăn. Khi video được kết nối, chưa kịp nói gì thì đã thấy Mi-eun lại gần chào hỏi. Sojin vội vàng tìm lý do để cúp video. Một người phụ nữ sáng sớm xuất hiện ở nhà đàn ông. Ari nghi ngờ Mi-eun đã ngủ lại ở nhà Yeonu. Kang-hun muốn gọi điện hỏi cho rõ. Sojin từ chối, một mình đi chạy bộ để xả stress. Yeonu nhận ra Sojin sẽ suy nghĩ nhiều, liền ra lệnh đuổi Mi-eun đi. Anh vội vàng chạy ra ngoài tìm Sojin. Trời bỗng đổ mưa, Kang-hun lo lắng Sojin sẽ bị ướt cũng lập tức đi tìm cô. Yeonu là người đến trước, thấy Sojin và kéo cô vào dưới ô. Anh khuyên Sojin đừng giả vờ mạnh mẽ, nếu ghen thì hãy nói ra, anh sẽ giải thích, bởi vì những điều mà cô suy nghĩ không phải là sự thật. Sojin cảm thấy tủi thân, nắm lấy mặt Yeonu và ước rằng khuôn mặt này có thể xấu xí một chút, ước rằng Yeonu không phải là bác sĩ cũng không có tiền, như vậy anh chỉ có thể nhìn cô mà thôi. Thưa quý cô, em không biết anh thích em tới nhường nào hay sao? Hai người giải tỏa khúc mắc, ngọt ngào bước đi dưới mưa. Kang-hun đến muộn, trong lòng anh đầy nỗi đau. Có người đã đến tìm Sojin trước anh. Anh luôn đến muộn, muộn một bước để cứu bố Sojin, chậm một bước nhận ra tình cảm của mình. Nếu có thể sớm nhận ra tình cảm của mình, không biết sẽ có kết quả khác hay không. Sojin và Yeonu kết thúc buổi hẹn ngọt ngào. Trước khi tạm biệt, Yeonu gọi Sojin lại, hỏi cô có quên gì không. Sojin hiểu lầm, xấu hổ nói đi nói lại rằng cô yêu Yeonu. Nào ngờ, Yeonu nghe thấy câu đó, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm.
Anh lấy ra cái máy gọi mà Sojin để quên trên xe. Sojin ngượng ngùng giật lại và nhìn theo Yeonu lên xe rời đi. Yeonu nhìn bóng lưng của Sojin, biết cô cũng muốn nghe anh nói yêu cô. Nhưng từ nhỏ, anh đã chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, khiến anh không dám đáp lại tình cảm của Yeonu, cũng không chắc chắn hai người có thể cùng nhau đi tiếp. Sojin bị sự im lặng của Yeonu làm tổn thương, tự mình chạy bộ để giải tỏa cảm xúc. Ngày hôm sau, cô lại tràn đầy sức sống, cùng Ari và đồng nghiệp bàn tán về câu chuyện tình yêu giữa cô và Yeonu. Ari vạch trần giấc mơ của cô, mô tả rằng câu chuyện bắt đầu khi Sojin lén lấy bộ áo của Yeonu, từ đó lấy được DNA tương thích với anh. Cô tin rằng Yeonu là người định mệnh của mình, từ đó hai người mới có sự phát triển tiếp theo. Những lời này đúng lúc bị Mi-eun nghe thấy khi đến tìm Sojin. Mi-eun không tiến lên phía trước, nhân lúc không ai chú ý đã quay đi. Sojin đến bệnh viện tìm Yeonu, thất vọng khi thấy Yeonu không đeo vòng cặp. Yeonu giải thích rằng anh đã tháo ra khi tắm và quên đeo lại. Sojin tin tưởng lời anh, vui mừng bàn về việc mua giày thể thao đôi để đi du lịch. Yeonu lảng tránh, chỉ nói sau này sẽ đeo vòng tay thường xuyên. Sojin không cam lòng, bắt đầu điều tra về hoàn cảnh gia đình của Yeonu. Trong mắt cô, khi hai người ở bên nhau, cần phải biết rõ về gia đình của nhau. Yeonu từ chối một cách rõ ràng. Sojin đang yêu anh chứ không phải đang yêu gia đình anh. Nói xong, anh lấy lý do công việc để rời đi trước. Sojin cảm nhận được sự lạnh nhạt của Yeonu nên cô tâm sự với Ari. Cô ngày càng không dám nói ra những điều trong lòng trước mặt Yeonu, sợ rằng sẽ làm anh không thoải mái. Cô cảm thấy vui vẻ khi ở bên Yeonu, nhưng sau khi tách ra lại thấy lo lắng. Vấn đề là cô hoàn toàn không hiểu Yeonu nên mới tạo ra tình huống đầy lo âu như hiện tại. Ari chỉ ra vấn đề cốt lõi, Yeonu chỉ đang đùa giỡn thôi, nhưng Sojin luôn hy vọng anh sẽ chân thành. Có lẽ người chịu áp lực nên là Yeonu. Khi Sojin đi làm, vừa nhắn tin vừa đi bộ, không chú ý đã va vào cánh cửa kính. Cô gửi cho Yeonu bức ảnh mặt dán băng cá nhân, chia sẻ một chuyện dở khóc dở cười sáng sớm. Yeonu đã trả lời bằng một bức ảnh xịt thuốc cải thiện gen và hẹn cô đi công viên tập thể dục sau khi tan làm. Tâm trạng xấu của Sojin lập tức tan biến. Tan làm, cô vui vẻ đến công viên. Hai người vừa chạy vừa đùa giỡn, nhanh chóng khôi phục lại sự ngọt ngào như trước. Sojin nhìn thấy Kang Hoon cũng đang chạy bộ. Lúc này cô mới nhận ra mình và Kang Hoon mặc cùng một kiểu áo. Cô phàn nàn rằng trước khi mặc chiếc áo này, Kang Hoon nên hỏi ý cô trước và tiếc rằng đã mua một tặng một rồi chia cho anh một cái. Yeonu ngừng trò đùa giữa hai người và mời họ về nhà mình ăn tối. Trong khi hai người trong bếp cứ dính lấy nhau, Kang Hoon cảm thấy buồn chán, không biết làm gì nên mở TV xem. Bất ngờ, anh thấy Mi-eun và em gái của Sojin đang dẫn chương trình về tình yêu. Yeonu nhờ Sojin vào tủ lạnh lấy bảo ngư. Khi mở hộp, Sojin vô tình nhìn thấy một tấm ảnh của Yeonu và Mi-eun. Mặt sau tấm ảnh còn ghi dòng chữ: hy vọng Yeonu có thể trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Kang Hoon nhận thấy vẻ mặt tổn thương của Sojin, lập tức bước tới xem xét và nhanh chóng giấu tấm ảnh vào túi áo. Trong bữa ăn, Mi-eun trên chương trình đọc một bức thư của khán giả. Khán giả chia sẻ rằng họ thích thể hiện tình yêu bằng lời nói và hành động, nhưng bạn trai của họ khi nghe lời tỏ tình lại không đáp lại. Điều này luôn khiến họ cảm thấy bất an. Họ muốn biết liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Vấn đề này đúng là sự phản ánh nội tâm của Sojin. Kang Hoon hiểu rõ Sojin muốn gì, nhân cơ hội bàn về chủ đề chương trình. Anh nói con gái đã chủ động nói yêu rồi mà con trai lại không chịu nói, thật khó hiểu. Yeonu phản bác: có người giấu tình yêu trong lòng, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim là đủ, không nhất thiết phải nói ra. Sojin lập luận rằng khi yêu ai đó đủ nhiều, tự nhiên sẽ muốn thể hiện ra. Cô nói càng tỏ tình thường xuyên, tình yêu càng trở nên sâu đậm. Yeonu từ quan điểm của mình giải thích với Sojin rằng có những điều đối với người khác thì đơn giản, nhưng với một số người lại rất khó khăn. Kang Hoon cảm thấy bầu không khí ngượng ngập nên chủ động điều chỉnh, chọc ghẹo rằng Sojin đã bắt đầu tỏ tình từ khi mới 4 tuổi. Sojin cười phụ họa vài câu rồi đứng dậy đi vệ sinh để bình ổn cảm xúc. Nhân cơ hội này, Kang Hoon đưa bức ảnh cho Yeonu và báo rằng Sojin cũng đã nhìn thấy nó. Yeonu tiện tay ném bức ảnh lên bàn, bày tỏ rằng ảnh xuất hiện trước mặt anh hay vứt đi cũng chẳng khác gì nhau. Kang Hoon lo lắng rằng sau này Yeonu có thể cũng sẽ vứt bỏ ký ức với Sojin như thế. Trên đường về nhà, Sojin buồn bã, còn Kang Hoon không biết an ủi thế nào nên chỉ âm thầm ở bên cô. Về đến nhà, Kang Hoon ném chiếc áo giống nhau vào thùng rác, nhưng ngay khi vứt đi, anh lại hối hận cố gắng lôi nó ra bằng mọi giá và ôm vào lòng như một báu vật tìm lại được. Yeonu hẹn gặp Mi-eun, anh lấy tấm ảnh ra và cảnh báo cô không nên làm những việc khiến Sojin hiểu lầm nữa. Mi-eun không cam lòng, tỏ tình với Yeonu và mong muốn quay lại với anh. Mi-eun còn kể chuyện Sojin đã lấy DNA từ áo thể thao của Yeonu và phát hiện rằng họ là cặp đôi định mệnh. Yeonu nghe xong nở một nụ cười phức tạp. Sau đó, Mi-eun đến gặp Sojin, thách thức cô. Mi-eun nói rằng cả cô và Yeonu đều coi tình yêu như trò chơi và dù trò chơi có thú vị đến đâu, họ cũng không đánh cược cả cuộc đời mình. Sojin không tin rằng Yeonu là người như vậy. Cô kiên định rằng Yeonu là định mệnh của cô. Sojin phản công: nếu Yeonu thật sự là định mệnh của tôi, anh ấy sẽ làm những điều chưa từng làm cho cô gái nào khác. Mi-eun có thể đoán được là trong lòng Yeonu có phải thực sự cảm thấy khác biệt hay không.
không? Sojin không chịu thua, thách thức Mi-eun nói ra điều kiện thử thách. Mi-eun đề nghị điều kiện đầu tiên là không bao giờ dùng đồ đôi. Sojin giơ lên chiếc vòng tay đôi, chứng tỏ điều kiện này đã được vượt qua. Mi-eun tiếp tục với điều kiện thứ hai, không bao giờ công khai bạn gái với gia đình hay bạn bè. Điều này cũng đã qua vì những người quen của Yeonu ở viện nghiên cứu đều biết mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, đến hai điều kiện tiếp theo thì Sojin không thể phản bác. Thứ nhất là không bao giờ nhắc đến gia đình và thứ hai là không bao giờ nói lời yêu. Dù vậy, Sojin vẫn không muốn thua. Ngày mai chính là chuyến du lịch biển của cô và Yeonu. Cô quyết tâm sẽ vượt qua hai điều kiện còn lại. Ngày hôm sau, cặp đôi đến biển, vui vẻ nô đùa ngọt ngào. Chỉ có điều, Yeonu né tránh việc chụp ảnh chung. Mỗi khi Sojin giơ máy ảnh lên, anh lại tìm cớ tránh đi. Thấy có một chiếc thùng thư trên bãi biển, Sojin kéo Yeonu viết thư gửi cho nhau trong một năm tới. Cô viết đầy tình cảm rằng mình yêu Yeonu. Yeonu cũng viết xong và định bỏ thư vào thùng thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sojin cầm hai bức thư của họ để bỏ vào thùng, nhưng vô tình nhìn thấy trên thư của Yeonu chỉ viết rằng không biết ai sẽ ở bên Sojin sau một năm nữa. Anh hy vọng đó sẽ là một người đàn ông yêu cô hết lòng. Lúc này, Sojin mới nhận ra rằng Yeonu chưa bao giờ nghĩ về tương lai của họ. Thậm chí khi còn ở bên nhau, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay. Cô đau lòng, nhanh chóng kết thúc chuyến đi. Trên đường về, Yeonu bị hoa mắt và suýt gặp sự cố. Sojin nhắc nhở anh rằng anh mang gen gây thoái hóa võng mạc, cần phải chú ý đến sức khỏe của mình. Cùng lúc đó, Mi-eun uống say mềm tại nhà hàng của Kang-hun. Kang-hun sợ cô bị lạnh nên đánh thức cô dậy, nhưng Mi-eun lại vô tình tiết lộ một bí mật động trời. Chiếc áo thể thao mà Sojin lén lấy để làm thí nghiệm đó có DNA của anh. Hôm đó, khi nói chuyện về việc Sojin lấy mẫu DNA từ áo thể thao, Yeonu đã tự cười mỉa rằng Sojin đã nhầm áo của Kang-hun là của anh. Vì vậy, DNA trên chiếc áo đó thực ra là của Kang-hun và Sojin mới chính là người định mệnh của Kang-hun chứ không phải Yeonu. Kang-hun bị sốc quay lại và thấy Sojin đang đứng ở cửa. Sojin không thể chấp nhận sự thật bất ngờ này. Cô nhớ lại những lần cảm nhận sự gắn kết kỳ lạ mà cô luôn nghĩ là với Yeonu, nhưng thật ra mỗi lần đó đều có sự hiện diện của Kang-hun. Cô chỉ vì cố tìm sự đồng điệu với Yeonu mà đã vô tình bỏ qua Kang-hun luôn ở bên cạnh mình. Sojin không muốn tin vào sự thật này. Cô quyết định thử một lần nữa xem giữa mình và Yeonu có thật sự có thần giao cách cảm hay không. Cô chọn hai địa điểm như lần trước và cả hai sẽ tự đi theo cảm nhận của mình, xem liệu có gặp nhau không. Yeonu lật dùng chiêu cũ, nhờ đồng nghiệp bí mật theo dõi Sojin và báo cáo mọi di chuyển của cô. Anh lái xe theo và chờ đồng nghiệp báo lại khi cô gần đến địa điểm cuối cùng. Sojin vô tình nhìn thấy bóng dáng của đồng nghiệp Yeonu, nhưng cô nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ. Khi đến nơi, Sojin ngay lập tức nhìn thấy Yeonu. Cô hào hứng tin rằng giữa hai người thực sự có thần giao cách cảm, nên rón rén bước đến gần với hy vọng tạo bất ngờ cho anh. Thế nhưng, cô lại vô tình nghe thấy Yeonu đang phàn nàn qua điện thoại với đồng nghiệp rằng thông tin họ cung cấp không chính xác vì đến giờ anh vẫn chưa thấy Sojin đâu. Tâm trạng Sojin lạnh ngắt trong chốc lát. Cô quyết định giữ khoảng cách với Yeonu, gọi điện thoại và giả vờ mình đang ở một địa điểm khác. Yeonu ngay lập tức đáp lại rằng anh đang lái xe đến gặp cô, nhưng trên đường lại gặp phải vụ va chạm giao thông và mong Sojin chờ mình. Khi cúp máy, anh quay lại và bất ngờ thấy Sojin đã đứng ngay trước mặt. Sự thật phơi bày, Yeonu buộc phải thừa nhận rằng không hề có thần giao cách cảm nào cả. Tất cả những trùng hợp trước đây đều là do anh sắp xếp. Anh cố gắng giải thích rằng tình cảm hai người dành cho nhau không liên quan đến DNA. Sojin với niềm tin vỡ vụn, không thể chấp nhận sự thật này. Cô chỉ trích Yeonu đã lợi dụng niềm tin của mình để lừa dối cô và cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Sau những ngày buồn bã, mẹ Yeonu bất ngờ đến tìm Sojin. Bà nói rằng từ giờ sẽ không còn giảm cân hay chăm sóc sắc đẹp nữa, vì bà đã nhận ra rằng không có ích gì để níu kéo người chồng không yêu mình. Điều duy nhất bà cảm thấy có lỗi là với con trai, vì những năm qua anh đã phải chứng kiến bà sống trong đau khổ và điều đó đã làm anh mất niềm tin vào tình yêu. Sojin không biết người mẹ này chính là mẹ Yeonu và bà đang nói về con trai mình. Ngày hôm sau, Yeonu nhận được tin nhà kính trồng hoa của gia đình bị cháy, bố anh qua đời và mẹ anh đang hôn mê. Hóa ra, mẹ Yeonu đã chủ động gọi bố anh về nhà để bàn chuyện ly hôn. Khi ông đến nhà kính tìm bà, một đám cháy bất ngờ bùng lên, cướp đi sinh mạng của ông. Gia đình tan vỡ chỉ sau một đêm. Yeonu không thể chấp nhận cú sốc này. Sau khi lo xong tang lễ cho bố, anh ra ngoài để tìm nơi yên tĩnh. Sojin và những người khác rất lo lắng cho tình trạng của anh. Cuối cùng, Yeonu nhắn tin rằng anh đã đến một nơi ấm áp để xóa bỏ những ký ức đau buồn. Sojin bỗng nhớ đến bãi biển mà họ từng du lịch và nhanh chóng đến đó. Sojin lập tức đi tới bãi biển. Quả nhiên là cô đã tìm thấy Yeonu. Cô đã biết sự thật về mẹ Yeonu trong buổi tang lễ nên kể lại cho anh nghe những lời mẹ anh đã nói. Thấy Yeonu không phản ứng, cô sờ trán và nhận ra anh đang sốt cao, rồi đưa anh về khách sạn để chăm sóc. Sojin ân cần ở bên Yeonu, hy vọng anh sẽ vượt qua nỗi đau này. Yeonu sau đó tiết lộ về tuổi thơ khi anh phát hiện bố mình ngoại tình và nỗi cay đắng khi mẹ anh luôn chìm đắm trong quá khứ mà bỏ bê anh. Sojin nhắn tin cho Kang-hun, báo rằng cô đã tìm thấy Yeonu và cả hai sẽ ở lại qua đêm. Sau đó, cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kang-hun sau khi nhận tin thì không yên tâm nên quyết định đi tìm Sojin. Nhưng khi đến nơi, anh lại cảm thấy mình đã quá lo lắng vô cớ. Khi Sojin tỉnh dậy, Yeonu đã rời đi, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ với lời nhắn cảm ơn và
Xin lỗi, Sojin lang thang trên phố một mình. Trong tâm trạng cô độc, cô lấy chiếc máy gọi cứu hộ mà Kang Hun từng đưa ra, tự chế nhạo rằng dù bấm nút gọi cứu viện, Kang Hun cũng không thể xuất hiện ngay tại đây. Nhưng vừa bấm nút xong, Kang Hun bất ngờ xuất hiện trước mặt, khiến Sojin ngạc nhiên vô cùng. Kang Hun không nói gì, chỉ kéo tay Yeonu đi ăn. Trong khi đó, một người đàn ông mặc áo đen dán đầy hình ảnh của Yeonu, bố mẹ anh và người tình của bố anh lên tường. Những bức hình đã bị đánh dấu bằng dấu X và mục tiêu tiếp theo của kẻ đó là Yeonu. Sojin không hiểu vì sao Yeonu lại ra đi không lời từ biệt. Ngày hôm sau, Yeonu chủ động đến trả lại cho cô chiếc vòng tay đôi và đề nghị chia tay, mong rằng cô sẽ hạnh phúc bên người bạn đời thực sự của mình là Kang Hun. Sojin dùng việc ăn uống vô độ để xoa dịu nỗi đau chia tay, nhưng những ký ức về Yeonu không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Càng cố quên, cô lại càng nhớ. Kang Hun nhìn thấy sự đau khổ của Sojin nên đã chủ động đi tìm Yeonu để khuyên anh không nên dễ dàng buông tay. Yeonu đã quyết định, vì càng ở bên Sojin, anh lại càng yêu cô hơn và anh sợ mình sẽ lún sâu vào tình cảm mà không thể giữ lời hứa suốt đời với cô. Anh tin rằng ra đi sớm là tốt nhất cho cả hai. Kang Hun cố gắng giúp Sojin vượt qua nỗi đau bằng cách rủ cô đi chạy bộ. Anh còn mua cho cô đôi dép phát sáng, khiến cô như một đứa trẻ nhảy nhót tung tăng. Kang Hun quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa. Anh nhờ em gái của Sojin giúp mình chọn trang phục và làm tóc, mong muốn xuất hiện trước cô với một diện mạo mới mẻ. Khi thấy Kang Hun trong bộ áo khoác, tay cầm bó hoa, Sojin sững sờ trong vài giây. Mãi đến khi Kang Hun ngỏ ý mời cô đi hẹn hò, cô mới định thần lại. Cả hai đến sân trượt băng, Kang Hun kiên nhẫn dạy cô trượt, nhưng Sojin cứ liên tục nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào bên Yeonu. Có những ký ức, dù cố gắng quên đi, nhưng chúng vẫn sẽ vô tình hiện lên. Trong khi đó, Yeonu để nhanh chóng buông bỏ Sojin, đã nhờ đồng nghiệp sắp xếp một buổi xem mắt. Tuy nhiên, chỉ một câu nói vô tình của đối phương cũng đủ gợi lại nỗi nhớ Sojin trong anh. May mắn là Mi Eun đã kịp thời xuất hiện và phá hỏng buổi xem mắt. Mi Eun biết rằng Yeonu chỉ đang tự lừa dối chính mình để tạo cơ hội cho bản thân. Cô ta đã bóng gió rằng từ giờ sẽ ngừng những mối quan hệ qua lại và chỉ ở bên một người. Yeonu hiểu ý nhưng không đưa ra phản hồi nào. Kang Hun đưa Sojin về nhà. Khi Sojin đến gần nhà, cô thấy cột điện trước cửa treo đầy đèn nhỏ. Cô biết ngay rằng Kang Hun đã làm điều này. Kang Hun cũng không giấu giếm, anh giải thích rằng vì đèn đường hỏng, anh lo lắng cô đi trong đêm sẽ không an toàn. Sojin cảm động trong lòng, không khỏi nhớ lại 4 năm trước khi cô và Kang Hun tình nguyện tham gia thí nghiệm về não bộ và nhận thức. Lúc đó, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng hai người là một cặp đôi. Khi biết được sự thật, họ rất ngạc nhiên vì hoạt động của tế bào thần kinh trong não của họ rất giống nhau, cho thấy họ đã tiếp xúc với những điều tương tự và có những phản ứng cảm giác gần như giống hệt nhau. Sojin nhớ lại rằng suốt những năm qua, người luôn ở bên cạnh cô chính là Kang Hun. Có lẽ cô nên nghiêm túc xem xét mối quan hệ DNA giữa mình và Kang Hun. Ngày hôm sau, Yeonu thực hiện phẫu thuật mổ lấy thai cho một sản phụ từng có ý định nhảy lầu. Sản phụ nhờ Yeonu gửi lời cảm ơn tới Sojin, nói rằng nếu không có sự khuyên nhủ của Sojin, cô sẽ không có ý định sống tiếp. Đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, nhưng sản phụ lại bị mất tiết canh nhiều và tình hình trở nên nghiêm trọng. Dưới sự cứu chữa tận tình của Yeonu, sản phụ cuối cùng cũng vượt qua được cơn nguy kịch. Yeonu lại một lần nữa chứng kiến sự mong manh của sự sống. Khi trở lại phòng bệnh của mẹ, anh nhớ lại những lời mẹ nói với Sojin. Mẹ cũng từng hy vọng rằng anh và Sojin sẽ yêu nhau. Yeonu không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa, mang trong lòng sự hồi hộp tìm đến Sojin. Nhưng vừa tới ngã tư, anh thấy Sojin đang đỡ Kang Hun ở bên đường chờ xe. Cả hai đều hoảng hốt. Vừa mới ban nãy, bản tin trên TV đưa tin về một lính cứu hỏa họ Seo bị thương nặng trong một vụ cứu hỏa và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai người không thể liên lạc được với Kang Hun, lập tức hoảng hốt. Yeonu biết được tin nên lái xe đưa cả hai đến bệnh viện. Thấy một số lính cứu hỏa đang chờ ở cửa phòng mổ, lòng Sojin lại nặng trĩu. Đúng lúc đó, giọng nói của Kang Hun vang lên. Sojin quay người lại thấy anh đang bước tới. Khoảnh khắc đó, cô nhớ lại cảnh mình đã khóc trong vòng tay Kang Hun khi bố cô qua đời. Ngày hôm đó là ngày tối tăm nhất trong đời cô. Ký ức vị lãng quên đã xóa sạch mọi chuyện xảy ra lúc đó, cũng khiến cô quên đi người luôn bên cạnh mình là Kang Hun. Giờ đây, khi cô dựa vào Kang Hun, cô mới nhận ra người luôn bảo vệ cô, người khiến cô mỉm cười khi cô đau khổ chính là DNA tình yêu của cô Kang Hun. Sojin ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Kang Hun, quay người tìm Yeonu, nhưng phát hiện Yeonu không biết từ lúc nào đã rời đi. Kang Hun ôm cô vào lòng, hứa hẹn sẽ luôn ở bên cô. Ari khuyên Kang Hun nên sớm thổ lộ tình cảm với Sojin để đuổi Yeonu ra khỏi tâm trí cô. Nghe lời, Kang Hun mời Sojin đến nơi hẹn hò của các cặp đôi. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, mỗi lần gần gũi đều khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn. Tuy nhiên, anh cảm nhận được rằng Sojin vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Yeonu. Đối với anh, cảm xúc của Sojin luôn là điều quan trọng nhất và anh sẵn sàng chờ đợi đến khi Sojin hoàn toàn quên đi quá khứ trước khi thổ lộ tình cảm. Yeonu tham gia một hoạt động tại trại trẻ mồ côi.
và tình cờ biết rằng bố anh đã hỗ trợ các trẻ em mồ côi tại đây hơn 20 năm qua, đặc biệt là một cậu bé mà ông chăm sóc rất chu đáo. Khi thấy bức ảnh của cậu bé, Yeonu chợt nhớ ra đã từng gặp anh khi còn nhỏ. Lúc đó, anh đã bênh vực mẹ mình và đi tìm tình nhân của bố. Cậu con trai của tình nhân đã đuổi theo và chất vấn anh tại sao lại nói những lời thiếu tôn trọng về mẹ mình. Yeonu đã nói với cậu bé rằng mẹ cậu là một kẻ táy máy, đã lấy đi thứ quan trọng nhất trong gia đình anh. Từ đó, anh không gặp lại cậu bé nữa, không ngờ rằng cậu bé đó lại luôn là đối tượng mà bố mình hỗ trợ. Lúc này, một nữ tu cho cô biết rằng cậu bé giờ đã trưởng thành và trở thành một linh mục. Khi nhắc đến đây, linh mục tình cờ đi qua, Yeonu nhớ rằng linh mục từng có mặt tại lễ tang của bố. Anh hỏi linh mục liệu có nhớ lần gặp nhau hồi nhỏ hay không. Linh mục nói rằng giờ đã là người của chú, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với quá khứ. Yeonu không hỏi thêm, nhưng anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thực ra, anh không hề hay biết rằng linh mục luôn âm thầm theo dõi gia đình họ. Vụ cháy khiến bố anh qua đời chính là do linh mục gây ra. Anh ta đã làm hỏng chậu cây mà mẹ Yeonu mua, khiến chậu cây phát nổ khi bố anh vào nhà kính. Chậu cây lập tức nổ tung, cả phòng hoa đã biến thành biển lửa. Bố Yeonu đã chết ngay tại chỗ, còn mẹ cô thì hôn mê bất tỉnh. Giờ đây, linh mục lại nhắm đến Yeonu và Sojin, trong khi Yeonu vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần. Sojin nhận được thông báo làm tình nguyện viên, lúc này mới nhớ ra hai người đã cùng đăng ký tham gia hoạt động này trước khi chia tay. Cô muốn tránh mặt Yeonu, cảm thấy ngại ngùng và muốn hủy bỏ tham gia, nhưng lại được thông báo không thể hủy. Sojin miễn cưỡng tham gia, cố gắng giữ khoảng cách với Yeonu. Thế nhưng, tai họa lại ập đến. Khi dọn dẹp kênh rạch, Sojin và Yeonu, những người đều thích sự yên tĩnh, vô tình gặp phải nhau. Cô quay người tránh đi, không ngờ lại phát hiện ra tổ ong vò vẽ trong kênh. Yeonu nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt, bảo cô đừng gây tiếng động, từ từ lùi lại, sau đó nắm tay cô và chạy điên cuồng. Cả hai từ kênh chạy ra đường lớn, dừng lại mới nhận ra tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Sojin ngại ngùng buông ra, vừa định lên tiếng để giảm bớt không khí căng thẳng thì một con ong đã đốt vào trán cô. Để tránh cho nọc độc lan ra, Yeonu đã cõng Sojin tới bệnh viện gần đó. Sau khi chia tay, hai người lại có sự tiếp xúc thân mật, trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh. Tối hôm đó, khi trở về nơi ở, Yeonu thăm dò hỏi Sojin cảm thấy thế nào khi tìm được DNA tình yêu. Sojin gượng gạo đáp rằng rất hạnh phúc. Ngày hôm sau khi trở về, Kang Hun đã đợi sẵn ở điểm đón. Khi thấy Sojin xuống xe, anh lập tức quan tâm đến vết thương của cô. Yeonu nhìn thấy hai người thân thiết rời đi chỉ biết cảm thấy đau lòng. Miyun khéo léo đề xuất ý tưởng muốn cùng Yeonu sống chung. Hai người đều cô đơn có thể làm bạn với nhau. Yeonu thẳng thắn nói rằng anh không thể quên và cũng không thể buông bỏ Sojin. Rất hối hận khi đã chủ động từ bỏ Sojin. Miyun đã cho anh một cơ hội cuối cùng, khuyên anh hãy đi tìm Sojin và thổ lộ tình cảm. Nếu nhận được hồi âm, cô ta sẽ không làm phiền nữa. Nếu bị từ chối thì phải quay về bên cô ta. Yeonu lấy hết can đảm tìm Sojin để tâm sự. Sau khi chia tay, anh luôn cảm thấy hối hận, thường nhớ lại đêm hôm đó hai người bên nhau trước khi chia tay. Anh cầu xin Sojin cho mình thêm một cơ hội, mặc dù Sojin cũng chưa buông bỏ, nhưng đã từ chối lời níu kéo của Yeonu. Khi Yeonu đang định nói thêm, Kang Hun đột nhiên xuất hiện, hy vọng Yeonu không làm xáo trộn tâm trí của Sojin. Nói xong, anh đưa Sojin trở về phòng. Kang Hun sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội có được Sojin một lần nữa, cuối cùng đã thổ lộ tình cảm của mình với cô. Nói xong liền tiến một bước, từ từ tiến lại gần Sojin. Sojin phản xạ theo bản năng và tránh né, vô tình làm rơi chậu cây trên bàn, chậu cây vỡ thành nhiều mảnh. Khi Kang Hun dọn dẹp, anh bị sốc khi phát hiện bên dưới chậu cây có dầu và natri. Hóa ra, linh mục đã tranh thủ lúc mọi người không để ý, đặt chậu cây trước cửa nhà Sojin và để lại thiệp mang tên Kang Hun. Sojin tưởng rằng đó là quà của Kang Hun nên đã ôm chậu cây về nhà. Linh mục đã tính toán cẩn thận nhưng không ngờ rằng chậu cây lại bị vỡ, kế hoạch thất bại. Kang Hun thấy có một tấm thiệp ghi tên mình trong chậu cây, nhận ra tình hình rất nghiêm trọng. Nhưng để tránh khiến Sojin lo lắng, anh đã nói dối rằng chậu cây là anh tặng. Trước khi rời đi, Sojin đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, mong Kang Hun cho cô thêm một chút thời gian. Kang Hun hứa sẽ đợi đến khi Sojin hoàn toàn quên Yeonu, lòng chỉ còn mình anh thôi. Ngày hôm sau, Kang Hun lấy dầu và natri trong chậu cây làm thí nghiệm, kết quả chứng minh rằng hai chất này gặp nước sẽ nổ. Anh lần ra cửa hàng hoa bán chậu cây, thông qua hồ sơ nhập hàng của cửa hàng lại tìm được địa chỉ của nhà cung cấp. Để đảm bảo an toàn cho Sojin, Kang Hun đã mua một thùng lớn bình cứu hỏa mini và các công cụ phòng thân khác, dặn Sojin phải mang theo bên người để phòng bất trắc. Bên kia, yêu cầu nối lại tình cảm của Yeonu bị Sojin từ chối nên anh quyết định nghỉ việc và đưa mẹ ra nước ngoài dưỡng bệnh. Yeonu thông báo tin ra nước ngoài cho Kang Hun, đồng thời cũng gửi gắm Sojin cho anh. Sau đó, Yeonu hẹn gặp Miyun ở nhà hàng nơi họ lần đầu gặp nhau để chính thức từ biệt. Miyun muốn cùng đi với anh, dù đi đâu cũng muốn ở bên anh, nhưng Yeonu từ chối ý định của Miyun, hiện tại chỉ có thể coi cô là bạn. Kang Hun suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Yeonu về chuyện Sojin nhận chậu cây có chứa chất nổ. Anh đã phân tích rằng Sojin không có thù oán với ai, không thể nào gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh nghi ngờ người muốn làm hại Sojin có thể liên quan đến cái chết của bố mẹ Yeonu.
Yeonu suy nghĩ về những người khả nghi xung quanh và nhớ đến linh mục khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy, ngay lập tức đứng dậy đi điều tra thông tin chi tiết về linh mục. Kang-hun đến nhà cung cấp vật tư cây cảnh. Quả thật ở đây có rất nhiều chậu cây giống hệt như vậy. Anh cũng tìm thấy một bức ảnh trong một cuốn sách. Đó là bức ảnh chụp chung của linh mục và mọi người trong nhà thờ. Điều khiến anh kinh hãi nhất là trên tường dán đầy ảnh của gia đình Yeonu. Ở giữa là bức chân dung của Sojin. Thấy bức ảnh của Sojin bị gạch chéo, Kang-hun trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt. Anh lập tức gọi điện cho Sojin, nhưng không liên lạc được. Anh vội vàng chạy về nhà, chỉ thấy nhà hàng cũng nhận được chậu cây giống như vậy. Sau khi tiêu hủy chậu cây, anh mới biết vừa có người mang tới. Thế là liền đuổi theo ra ngoài và thấy bóng dáng của linh mục. Kang-hun chạy điên cuồng muốn bắt được hắn, nhưng linh mục rất cảnh giác, nhanh chóng chạy trốn. Thấy vậy, Kang-hun lập tức đến nhà thờ chờ bắt người. Lúc này, Yeonu đã có được thông tin khi linh mục đến trại trẻ, biết rằng linh mục còn có một người em sinh đôi. Anh hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với linh mục, phát hiện tuy hai người giống hệt nhau, nhưng qua phản ứng khi nói chuyện, có thể thấy hai lần gặp gỡ đó không phải là cùng một người. Nữ tu cho biết, em trai đến trại trẻ rất nhanh đã được nhận nuôi, không biết vì lý do gì mà lại bị trả lại. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, sau khi bị trả lại, em trai đã phóng hỏa đốt nhà bố mẹ nuôi, và sau đó còn liên quan đến nhiều vụ phóng hỏa liên hoàn, là một đứa trẻ có vấn đề. Yeonu ngay lập tức hiểu ra, vụ hỏa hoạn xảy ra trong gia đình chính là do em trai của linh mục gây ra. Việc cấp bách hiện nay là phải tìm ra đối phương ở đâu. Cùng lúc đó, Kang-hun đến nhà thờ, thấy linh mục đang làm lễ. Thời gian ghi trên lịch cho biết lễ bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhưng khi anh thấy linh mục ở cửa nhà hàng thì đã quá 7 giờ. Kang-hun điều tra xung quanh và được biết rằng linh mục vì việc riêng mà lễ thánh vừa mới bắt đầu, anh càng chắc chắn rằng linh mục chính là người ra tay. Sau khi lễ thánh kết thúc, anh tiến lại chất vấn linh mục về danh tính và âm mưu của hắn. Tuy nhiên, linh mục hoàn toàn không biết gì về cuộc hỏi cung này. Ari, người quen của linh mục, xác nhận rằng suốt cả ngày cô đã ở bên linh mục. Linh mục đã phải hoãn lại lễ thánh vì sức khỏe không tốt và không hề ra ngoài. Kang-hun đưa ra bức ảnh chụp tại vườn ươm để chứng minh rằng linh mục đã gây ra cái chết cho người khác và giờ đây còn đang âm thầm gây hại cho người khác. Linh mục bỗng dưng cảm thấy cơn đau đầu dữ dội, trong đầu anh ta không ngừng nhớ lại lời của em trai. Anh ta đau đớn nhắc nhở Kang-hun rằng phải ngăn chặn địa điểm đó, nếu không sẽ xảy ra hỏa hoạn hoặc có người ngỏm, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Khi Sojin một mình về nhà, em trai của linh mục bịt miệng cô lại và uýnh ngất đi, biến cô thành con mồi trong tay hắn. Em trai của linh mục đã bế Sojin đi đến cửa hàng hoa mà mẹ hắn từng điều hành khi còn nhỏ, rồi gửi tin nhắn cho Yeonu, yêu cầu anh phải đến nơi hai người lần đầu gặp mặt để cứu Sojin. Cùng lúc đó, linh mục đã nói với Kang-hun rằng kẻ làm chuyện xấu chính là em trai sinh đôi của mình và nhất định phải ngăn chặn hắn, nếu không hắn sẽ tiếp tục gây hại cho người khác. Kang-hun ngay lập tức gọi điện cho Sojin nhưng không thể gọi được. Cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng lớn, anh lập tức đến vườn ươm của em trai linh mục để tìm kiếm dấu vết. Kang-hun nhanh chóng phát hiện một bức bản đồ trên tường, đánh dấu nhiều địa điểm từng xảy ra hỏa hoạn. Anh thông báo cho linh mục về địa điểm cuối cùng trên bản đồ và hỏi xem có điểm khả nghi nào gần đó không. Linh mục trả lời rằng cửa hàng hoa của mẹ mình trước đây ở gần đó. Kang-hun lập tức chạy đến đó và bảo linh mục và Ari báo cảnh sát. Lúc này, Yeonu theo ký ức thuở nhỏ tìm đến nơi, thấy Sojin bị trói trên ghế. Anh lo lắng hỏi han về tình hình của Sojin, nhưng em trai linh mục từ phía sau knock out ngã anh rồi trói lại. Đến lúc này, linh mục đã tiết lộ tất cả bí mật. Ngày trước, Yeonu tìm đến nhà linh mục trách móc mẹ hắn đã cướp bố mình, mắng mỏ rằng cả gia đình họ đều là quân bất lương. Đến lúc đó, em trai linh mục mới biết rằng người mà mẹ hắn đang hẹn hò thực ra là người có vợ. Hắn định đi tìm bố Yeonu để tính sổ, nhưng mẹ ngăn lại, nói rằng bố Yeonu đối xử tốt với mình, không giống như chồng cũ, và ông cũng đã hứa hẹn sẽ ly hôn. Em trai linh mục cho rằng mẹ mình đã xen vào gia đình người khác, vi phạm đạo đức, liền đẩy mẹ ra và chạy đi. Mẹ hắn bị ngã xuống đất và một cây nến trên bàn rơi xuống đất, làm bùng lên ngọn lửa từ những vật dễ cháy. Hắn chứng kiến mẹ mình ngỏm trong biển lửa và đã đổ lỗi mọi thứ lên đầu bố con Yeonu, thề sẽ báo thù. Sau khi trưởng thành, em trai linh mục thấy bố Yeonu sống cuộc sống viên mãn, liền chất vấn ông có còn nhớ đến mình không. Thậm chí bố Yeonu còn không nhớ đến hắn. Khi hắn nói rõ danh tính, bố Yeonu cảnh cáo rằng quá khứ đã qua rồi, không nên xuất hiện trước mặt ông. Em trai linh mục đầy hận thù, trước tiên đã hóa vàng tình nhân của bố Yeonu, sau đó còn ra tay với ông. Còn về mẹ Yeonu, chính là bị thương khi lao vào biển lửa để cứu bố Yeonu. Sau khi tiết lộ sự thật, em trai linh mục đã đổ đầy xăng xuống đất. Khi đến giờ hẹn, hắn đốt lửa vào chậu hoa, toàn bộ cửa hàng hoa bùng cháy. Yeonu đã cởi dây trói cho Sojin và che chở cho cô chạy ra ngoài. Trong lúc sống chết, cả hai đều rất quan tâm đến sự an nguy của nhau. Không lâu sau, Kang-hun và cảnh sát đã đến. Kang-hun để bảo vệ Sojin đã chiến đấu với em trai linh mục trong biển lửa.
hắn bị knock out xuống đất. Kang Hun định kéo hắn ra ngoài để hắn sống mà chịu sự trừng phạt, nhưng ngay lúc đó em trai linh mục nhìn thấy hình bóng của mẹ mình xuất hiện trong biển lửa nên đã đẩy Kang Hun ra và bước vào đám cháy. Sojin và Yeonu được cứu và đưa vào bệnh viện. Kang Hun tiếc nuối thông báo với linh mục rằng không cứu được em trai anh ta. Linh mục đau buồn, anh ta trở thành linh mục chỉ vì để chuộc tội cho em trai, không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức không thể cứu vãn. Sojin tỉnh dậy, biết rằng Yeonu đã được đưa vào phòng phẫu thuật, không khỏi đau lòng khóc lóc, trách Yeonu đã bị thương vì bảo vệ cô. Ca phẫu thuật kết thúc, Yeonu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong trận hỏa hoạn, vì cứu Sojin mà đã chống tay vào lan can đang cháy, khiến tay phải bị bỏng nặng, không thể cầm dao phẫu thuật nữa. Sojin đi thăm Yeonu, qua chuyện này cô đã nhận ra mình không thể quên anh. Cô đang định níu kéo Yeonu không đi Mỹ nữa thì đã bị Mi-eun và các đồng nghiệp của anh cắt ngang. Mẹ Yeonu đã tỉnh lại, trở về từ cõi chết. Bà không muốn sống những ngày mông lung nữa, quyết định cùng Yeonu rời đi, bắt đầu cuộc sống mới. Mi-eun hiểu rằng Yeonu chưa từng buông bỏ Sojin. Cô đã thông báo thời gian ra nước ngoài của Yeonu cho Sojin, mong hai người có thể gặp mặt, nói hết những gì cần nói, để không trở thành những tiếc nuối khó quên trong lòng nhau. Khi Yeonu sắp bay, Sojin vội vàng đuổi theo đến sân bay, nhưng cô không thấy bóng dáng anh đâu, đành khóc lóc trong đau đớn. Sojin chạy đến sân bay, nhưng đáng tiếc Yeonu đã cất cánh. Hai người lại một lần nữa lỡ hẹn. Trong cơn đau lòng, Sojin phát sốt, Kang Hun chăm sóc rồi cho cô uống thuốc. Khi Sojin hạ sốt, anh chủ động rời đi, không còn như trước đây cứ bám lấy cô. Khi bước ra khỏi nhà Sojin, Kang Hun tâm trạng u ám, không biết phải làm gì với tình cảm dành cho Sojin. Tại một quán ăn, anh tình cờ gặp Mi-eun. Mi-eun hỏi rằng giờ không còn Yeonu cản trở, liệu giữa anh và Sojin có tiến triển tốt không? Kang Hun cần một người để tâm sự. Anh nói với Mi-eun rằng từ trước đến giờ anh luôn nghĩ rằng khi Yeonu rời đi, mình sẽ có cơ hội bước vào trái tim Sojin, để Sojin yêu mình. Nhưng khi chứng kiến những phản ứng của Sojin đối với Yeonu, anh mới nhận ra Sojin không thể buông bỏ Yeonu. Tình yêu dành cho Yeonu sẽ không vì khoảng cách mà thay đổi. Sojin chỉ dành cho anh tình cảm bạn bè hoặc tình thân. Có lẽ anh nên buông tay. Mi-eun đã tỉnh ngộ sau tình cảm dành cho Yeonu. Trong mắt cô, việc làm mọi cách để đối phương vui vẻ, nếu đối phương không cần thì đó sẽ trở thành gánh nặng. Vì vậy, cô khuyên Kang Hun rằng để người mình thích tự chọn lựa mới là tôn trọng và thanh toàn. Sojin hẹn Kang Hun đến nơi mà hai người thường đến khi còn nhỏ. Cô nói với Kang Hun rằng mình rất hối hận vì đã dùng độ tương đồng DNA để tìm kiếm người mình yêu, khiến Yeonu chịu thiệt thòi. Cô quyết định sẽ đợi Yeonu trở về. Kang Hun nhận được kết quả như mình mong đợi, dù cảm thấy thất vọng và buồn bã, nhưng anh cũng đã nhẹ lòng. Cuối cùng, anh ôm Sojin một lần, khép lại mối tình đơn phương không đầu không cuối này. Sau khi Sojin rời đi, cô tình cờ thấy Mi-eun đang đi dạo để giải tỏa tâm trạng. Anh thừa nhận rằng đã bị Sojin từ chối và tự chế giễu bản thân vì luôn muốn chăm sóc người khác nhưng lại không nhận được tình cảm chân thành từ ai. Mi-eun chân thành nói rằng anh là một người rất tốt, chỉ là chưa gặp được vận may thuộc về mình. Có thể xung quanh anh có những người đang chờ đợi được anh chăm sóc. Kang Hun hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Mi-eun và bất ngờ nhìn về phía cô. Mi-eun ngại ngùng cúi đầu xuống. Một năm sau, Yeonu trở về nước, làm bác sĩ lưu động ở một vùng quê hẻo lánh. Sojin đến viện nghiên cứu nơi cô làm việc để kiểm tra gen miễn phí cho người già ở nông thôn. Họ ở cùng một nơi nhưng lại hoàn toàn bỏ lỡ nhau. Vài ngày sau, khi Sojin quay lại nông thôn để giao kết quả xét nghiệm, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình từ phía sau. Quay lại, cô bất ngờ nhìn thấy Yeonu sau một năm không gặp. Cả hai người đều dâng trào cảm xúc nhưng lại kìm nén nỗi nhớ nhung dành cho nhau. Yeonu vẫn day dứt về việc đã từng suýt khiến Sojin gặp nguy hiểm và cảm thấy bi quan rằng nếu anh ở bên sẽ khiến cô không hạnh phúc. Anh không dám tiếp cận cô. Sojin cũng không dám hỏi về những trải nghiệm của Yeonu trong suốt một năm qua. Không biết có người phụ nữ nào bên cạnh anh không? Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, cả hai đành phải rời đi. Sojin suy nghĩ suốt cả đêm, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, vợ đã viết một bức biểu thiếp gửi cho Yeonu, mong muốn hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô đến nơi mà Yeonu từng hẹn hò để gửi biểu thiếp và không ngờ rằng Yeonu cũng đang ở đó. Sojin đã đọc những dòng chữ trên biểu thiếp cho Yeonu nghe, thừa nhận rằng cô đã sai khi khăng khăng đi tìm người yêu dựa trên DNA và đã bỏ lỡ tình cảm chân thành của Yeonu. Giờ đây, cô chỉ muốn nghe theo trái tim của mình và luôn ở bên Yeonu. Yeonu ôm chặt Sojin, bày tỏ rằng anh không ngừng nhớ về cô. Họ ôm nhau chặt hơn, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của trái tim đối phương. Cuối cùng, tình yêu cũng tìm thấy nhau, đó là sự ban ơn tuyệt vời của định mệnh. Còn Mi-eun trên một chương trình đã công khai tuyên bố rằng giờ đây cô không còn là người kiểu đa ái nữa. Cô muốn chân thành thử nghiệm cảm giác chỉ yêu một người và học cách để yêu. Khi quay đầu lại, cô thấy Kang Hun đứng bên ngoài, cầm hoa trong tay, nở nụ cười tươi tắn nhìn cô. Bộ phim đến đây là kết thúc, nếu thấy hay thì hãy tìm xem phim gốc nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!